Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Trọng Sinh Làm Thím Cha Nam. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một khi trải qua một cú sốc tinh thần không hề nhẹ, lại khóc quá nhiều, nên cho dù bị Triệu Thần Huân bế lên bế xuống cũng không bị đánh thức. Cô cứ thế mà ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, cô có hơi mờ mịt mà nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy người mà cô muốn tìm. Lồm cồm ngồi dậy, cô tự mình đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay một bộ đồ khác, sau đó mới vội vã chạy xuống tầng. Lạch bạch vài tiếng bước chân, cô chạy từ thư phòng đến phòng khách, vẫn không thấy Triệu Thần Huân đâu. Bất giác hốc mắt cô cay cay, vô cùng tủi thân khi không tìm thấy anh. Rõ ràng hôm qua anh có nói công ty không có việc gì lớn cần anh phải ra mặt, ở nhà vẫn có thể xử lý được mà. Cô chủ, cháu dậy rồi sao? Vào lúc tưởng chừng Mộc Hy sắp khóc tới nơi thì quản gia Lý đã đi đến bên cạnh ôn hòa hỏi. Mộc Hy mím môi, biết bản thân đã nhất thời cáu kỉnh không hiểu chuyện, nên cố nén lại sự bồn chồn trong lòng hỏi quản gia Lý. Quản gia Lý, Thần Huân đi làm từ khi nào vậy ạ? Quản gia Lý cười tươi rói khi nghe cô chủ động hỏi thăm đến Triệu Thần Huân, đáp. Cậu chủ bảo có việc gấp nên phải đến công ty một chuyến. Nói với ta, khi nào cô chủ dậy thì phải luộc một quả trứng cho cô chửa mắt. Nhìn nét trêu ghẹo trong ánh mắt của quản gia Lý, Mục Hy có hơi ngượng ngùng, sờ sờ lên đôi mắt đã sớm sưng húp của mình. Vậy làm phiền người ạ. Sao cô đột nhiên lại trở nên bám người vậy nè? Mới không thấy Triệu Thần Huân đâu, đã quýnh quáng tới mức quên luôn phương hướng. Quản gia Lý nhìn cô ngượng ngùng thì cười ha hả, nắm lấy tay cô kéo vào phòng bếp. Lăn trứng rồi cả ăn sáng nữa, cậu chủ đã dặn hầm canh gà cho cháu đấy. Mục Hy ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, lại không nhìn được nhíu mày hỏi. Sao lại là canh gà hoài vậy ạ? Quản gia Lý vẫn rất thản nhiên, đưa muỗng qua cho cô cười nói. Bởi vì cậu chủ nghĩ canh gà sẽ giúp tầm bổ cho cơ thể cháu. Nói rồi ông lại cười vui hơn. Phải nói hôm nay tâm trạng của ông vô cùng tốt. Mục Hy cũng bất đắc dĩ cười cười. Tên Triệu Thần Huân ngốc nghếch kia, có biết cái gọi là tốt quá hóa dở không? Đổ bổ cũng không phải ăn nhiều thì sẽ bổ đâu. Nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của anh, nên cô vẫn rất vui vẻ mà ăn hết một bát canh gà khiến người ta ngán ngẩm kia. Mà cô cậu cãi nhau hay sao mà mắt cháu mới sáng ra đã sưng húp thế kia? Quản gia Lý ở một bên chăm chút cho Mục Hy dùng bữa, lại không khỏi tò mò hỏi. Mục Hy nuốt một ngụm canh xuống, nhớ đến chuyện tối qua, vẻ mặt lại nhịn không được hiện lên chút yêu thương nhàn nhạt. Quản gia Lý nhìn mà tưởng bản thân đoán trúng rồi, không khỏi lo lắng hỏi dồn. Hai người cãi nhau thật sao? Mục Hy chớp chớp mắt khẽ lắc đầu. Cô cũng không thể nói vì bất ngờ biết được chân tướng năm xưa nên khóc đến quên trời quên đất. Ở trong lòng Triệu Thần Huân cho quản gia Lý nghe được nên chỉ đành tìm một lý do thoái thác. Không ạ, hôm qua bọn cháu đi xem phim, vì nội dung cảm động quá nên cháu khóc hơi nhiều thôi. Quản gia Lý tuy nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Không cãi nhau là tốt quá rồi. Một khi cười cười, tiếp tục chậm rãi ăn canh gà, nhưng trong đầu lại xuất hiện toàn hình bóng của Triệu Thần Huân. Nếu bây giờ có thể nhìn thấy anh ngay thì hay biết mấy nhỉ? Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Mục Hy. Cô hớn hở quay sang hỏi quản gia Lý. Quản gia Lý, người có biết Thần Huân có đặc biệt thích những món ăn nào không ạ? Quản gia Lý nghi hoặc nhìn cô một cái, nói. Đặc biệt thì không có, nhưng có một số món ăn thường ngày khá hợp khẩu vị với cậu chủ thì vẫn có. Cháu muốn làm cơm cho cậu chủ sao? Mục Hy mỉm cười gật đầu. Vâng ạ. Đời trước cô không giỏi chuyện gì, nhưng nấu ăn thì vẫn rất ra sức học tập để nấu cơm cho chồng con. Cho nên hiện tại cô rất muốn nấu vài món mang đến công ty cho Triệu Thần Huân. Nhưng nghĩ nghĩ Triệu thị quản lý nghiêm ngặt, cô đường đột đến như thế không biết có được không, nên Mục Hy liền quay sang thỉnh cầu ý kiến của quản gia Lý. Cháu đem đến công ty cho anh ấy, không biết như thế có ổn không ạ? Quản gia Lý nghe được lời cô nói, sớm đã vui đến mức cười cũng lọ rõ mấy cái nếp nhăn ở khóe mắt. Ông xua xua tay đáp.
Ổn hay không cái gì, chỉ cần là cháu đến thì cậu chủ rất cao hứng là đằng khác. Mục khi nghe thế cũng rất an tâm, vui vui vẻ vẻ chạy vào phòng bếp. Vậy cháu đi chuẩn bị ngay mới được. Ê, cháu mới ăn được bao lâu đâu. Mục khi cũng mặc kệ từ trong bếp nói với ra. Cháu no rồi ạ. Quản gia Lý nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi thở phào một hơi. Xem ra tình cảm đôi vợ chồng trẻ đã tiến triển không ít như thế, thì ông cũng có thể trở về ăn nói với lão gia tử được rồi. Mục khi dồn hết tâm huyết làm một hộp cơm trưa tình yêu mang đến tập đoàn Triệu Thị. Nhìn thời gian còn đang trong giờ làm việc có kinh nghiệm lần trước, cô liền gọi cho thư ký Hạ. Thư ký Hạ vốn đang ở trong phòng họp tháp tùng với ông chủ, di động trong tay run lên. Anh ta cúi đầu nhìn mà mắt không khỏi trợn to. Bà chủ lần đầu gọi điện đến, anh ta dù có bị chủ lương cũng không dám không nghe máy. Nước nhìn Triệu Thần Huân đang nghiêm túc phát biểu, anh ta lén lút đi ra ngoài, nhỏ giọng nghe máy. Tôi nghe bà chủ. Khóe môi Mục Khi giật giật, cái giọng điệu này thật khiến cô tưởng tượng thư ký Hạ như đang vụng trộm làm chuyện xấu gì đó. À, anh có tiện không vậy? Ngập ngừng hỏi một câu, đầu dây bên kia, thư ký Hạ dường như là trả lời ngay lập tức. Tiện chứ ạ? À? Rất tiện luôn. Mục Khi một thân áo nón kín mít đứng gần cửa ra vào có chút buồn cười, nói. Anh đừng gấp gáp như thế. Chuyện là tôi muốn đưa cơm cho Thần Huân, hiện tại đang ở dưới cửa lớn. Anh có thể hay không xuống đưa tôi lên không? Vâng, tôi biết rồi. Bà chủ, cô chờ tôi 5 phút. À không, 3 phút thôi, tôi xuống ngay. Anh không cần vội. Mục Khi ngơ ngác nhìn di động đã tắt ngúm trong tay, khẽ đưa tay sờ sờ mũi. Dạo này làm thư ký năng suất làm việc lại cao thế sao? Thư ký Hạ nói 3 phút thì quả thật là 3 phút thật. Nhưng người đón Mục Khi lên không phải là anh ta, mà là một cô trợ lý trong các trợ lý của Triệu Thần Huân. Còn về phần thư ký Hạ, lần đầu tiếp đón đã thất hẹn với bà chủ thì đang đau khổ nghe ông chủ phê bình dự án đến máu chó đầy đầu trong phòng họp. Mục Khi được cô trợ lý kia đưa vào phòng khách ngồi đợi, còn rất lịch sự mà bê trà bánh lên tiếp đãi cô. Mục Khi mỉm cười yên tĩnh ngồi đó, cũng không có ý tháo khẩu trang xuống, chứ đừng nói là đến động đến bánh trà. Dù sao cô cũng là người trong showbiz đầy phức tạp, nên cũng không có ý định để người khác biết cô đến tìm Triệu Thần Huân để tránh người ngoài bàn tán dị nghị anh. Nhưng cô nghĩ thế thì cũng không phải người khác cũng nghĩ như vậy. Tần Tịch Vân nghe đồng nghiệp nói, thư ký Hạ đặc biệt cho người xuống đón một cô gái thần bí đi lên chờ trong phòng khách. Không hiểu sao cô ta lại nhớ đến ngay cô gái lần trước đột ngột xuất hiện ở công ty, cho nên đã bỏ hết việc trên tay đi qua nhìn một cái. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Tần Tịch Vân lần nữa nhìn thấy cô gái kia, một thân bịt đến kín mít ngồi đó. Nhớ đến Triệu tổng thường ngày trầm ổn nghiêm nghị không gần nữ sắc, vậy mà hôm đó lại rất dịu dàng mà nắm tay cô gái kia rời đi. Thoáng chốc sự ghen tị và không cam lòng nổi lên trong đáy lòng Tần Tịch Vân. Cô ta lạnh mặt đi vào, nghiêm giọng nói. Làm người còn che che giấu giấu, là thật không có mặt mũi để ra ngoài gặp người hay sao? Mục Khi đang vui vẻ ngắm nhìn hộp cơm trong tay, nghe thế thì không khỏi ngước mắt lên nhìn. Người không mời mà đến đang khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn mình. Mục Khi khẽ chớp mắt một cái, nhíu nhíu mày. Người phụ nữ này từ đâu chui ra vậy? Cô đang nói tôi sao? Tần Tịch Vân khinh thường hừ một tiếng, hỏi ngược lại Mục Khi. Ở đây còn có người quái dị hơn cô sao? Mục Khi nhướng mày không khỏi kiểm tra lại một lượt quần áo trên người mình, lành lạnh nói. Tôi mặc đủ quần áo. Con mắt nào của cô nhìn ra quái dị? Quái dị hay không? Sao cô không nhìn kỹ lại một chút đi? Ra ngoài còn che che đậy đậy. Nhìn như thế, người ta còn tưởng tình nhân được bao nuôi, không dám ló mặt ra đường đấy. Tần Tịch Vân không hề cảm nhận ra được ý lạnh trong lời nói của Mục Hy mà vẫn khinh thường châm chọc. Dưới lớp khẩu trang, Mục Hy khẽ lạnh lùng cong khóe môi. Thì ra ở trong số những trợ lý và thư ký của Triệu Thần Huân lại còn có người sức sược như thế. Phải nói cho dù hôm nay ngồi ở đây không phải là cô mà chỉ là một người bình thường nào khác, chỉ cần do đích thân cấp trên mời đến phòng khách chờ thì thân làm cấp dưới như cô ta vẫn phải giữ đúng mực
màn lịch sự tiếp đãi, nào có bộ dáng đến khiêu khích thế này. Tần Tịch Vân bị Mục Hy nhìn chằm chằm mà sống lưng không khỏi lạnh toát. Cô ta có chút lúng túng mà tránh đi ánh mắt của Mục Hy. Lại đột nhiên nghe cô nhàn nhạt nói. Đây là sự chuyên nghiệp của nhân viên tập đoàn Triệu Thị có tiếng là tuyển chọn người khắt khe đó sao? Nhìn cái dáng vẻ huynh hoang này của cô, tôi thật sự nghi ngờ cô là đi cửa sau để vào công ty đó. Sắc mặt Tần Tịch Vân thoáng chốc tái mét, cô ta kiêu căng là thật, nhưng trước giờ đều biết kiềm chế tính tình. Chỉ là hôm nay không hiểu sao gặp được Mục Hy lại khiến đáy lòng cô ta dấy lên một hồi chuông cảnh báo, nên không nhịn được đến gây sự. Nghe Mục Hy chất vấn nghi vấn về năng suất làm việc của bản thân, Tần Tịch Vân không cam tâm đáp lại. Cô thì biết cái gì? Đừng ở đó mà nói hươu nói vượn. Vậy thì cô cũng ngậm miệng lại cho tôi. Nếu như còn không biết điều, có tin tôi tát vào mặt cô hay không? Mục Hy cũng không lép vế mà lạnh lùng quát lên. Khí thế 10 phần nhất thời khiến cho Tần Tịch Vân cứng họng. Cô vốn còn rất háo hức chờ đợi Triệu Thần Huân, nhưng không biết ở đâu chui ra một người phụ nữ làm cho người ta chướng mắt. Nhất thời chút mong đợi hiếm có liền bị cô ta làm cho mất hứng. Triệu Thần Huân bên này trải qua một cuộc họp dài mà hiệu quả lại không được như ý muốn lắm, nên có chút phiền não, nhíu mày ngồi ở đó vẫn chưa rời đi. Thư ký Hạ ở một bên nhìn mà không khỏi thấp thỏm. Anh ta ngồi trên ghế da mà cứ như ngồi trên đống than, cứ nhích cái mông tới lui không ngừng. Động tĩnh do thư ký Hạ gây ra cũng không nhỏ, Triệu Thần Huân có muốn làm ngơ cũng khó. Khẽ nước mắt nhàn nhạt hỏi, cậu nôn nóng như thế là có chuyện gì? Cả buổi cứ mất tinh thần. Thư ký Hạ có oan mà không thể nói, hậm hực nhìn Triệu Thần Huân. Bà chủ đến được một lúc rồi, ngài cứ ở đó mà cau có, sao tôi không bồn chồn cho được. Triệu Thần Huân vốn đang nhắm mắt đưa tay xoa thái dương, nghe thế thì không khỏi mở toang hai mắt, vội hỏi, cậu nói ai đến? Bà chủ, vợ ngài đến. Thư ký Hạ còn chưa nói hết câu, đã thấy ông chủ khi nãy còn nói mình nôn nóng, hiện tại không hề chú ý hình tượng mà lao ra khỏi phòng họp. Ai nôn nóng hơn ai? Ngài có giỏi thì nói lại đi. Thư ký Hạ bất mãn hét lên với cánh cửa đã không còn ai kia. Triệu Thần Huân gấp gáp chạy lên tầng 30, ngay cả thở lấy hơi cũng không kịp mà lao thẳng đến phòng dành cho khách. Nhưng ai ngờ được, chưa đi tới nơi đã nghe cô gái nào đó lạnh giọng quát muốn ai đó ngậm miệng lại. Anh hơi nhíu mày, vội dài bước chân đi vào trong phòng, đã thấy ngay Mục Hy một thân quần áo kín mít ngồi đó, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng tràn đầy tức giận, trừng mắt với Tần Tịch Vân. Có chuyện gì ở đây? Trong không khí giằng co, bỗng có người thứ ba xuất hiện. Tần Tịch Vân vội lấy lại tinh thần, nhìn thấy là Triệu Thần Huân đến thì không khỏi cụp đuôi làm mèo ngoan. Triệu Tổng, là tôi tiếp đón không chu toàn, khiến cho vị tiểu thư đây mất hứng ạ. Tần Tịch Vân không ngu mà còn tỏ ra vinh váo ở trước mặt Triệu Thần Huân, cứ thế nhận lấy hết lỗi về phía mình. Như thế ngược lại hiện rõ sự lớn thế của Mục Hy. Mục Hy nhìn một màn này mà không khỏi cười lạnh, liếc nhìn người vừa tới kia, xem ra không phải cấp dưới huynh hoang sức sược mà là Triệu Thần Huân chiêu hoa ghẹo nguyệt. Triệu Thần Huân vốn nhíu mày nhìn hai người, nhất thời bị ánh mắt Mục Hy lia tới, lại tự nhiên cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Nước mắt nhìn Tần Tịch Vân đang lễ phép cúi đầu đứng một bên, Triệu Thần Huân khẽ cau mày hỏi, cô không phải trợ lý phụ trách nhiệm vụ tiếp khách, tại sao lại ở đây? Trợ lý Chu đâu? Dĩ nhiên trợ lý Chu phụ trách tiếp khách đã sớm bị Tần Tịch Vân tranh việc đi qua đây. Cô ta khẽ cắn môi dè dặt đáp, thưa Triệu Tổng, trợ lý Chu có chút không khỏe nên tôi qua thay ạ. Mong anh đừng tức giận mà trách tội cô ấy. Triệu Thần Huân mắt thấy Mục Hy đã lạnh lùng khoanh hai tay trước ngực ngồi ở kia, thì làm gì còn tâm trí nghe Tần Tịch Vân tội nghiệp giải thích. Anh khẽ phất tay nói, được rồi, ở đây không còn việc của cô, đi ra ngoài đi. Tần Tịch Vân thấy Triệu Thần Huân ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn mình, tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn biết điều mà lui ra ngoài. Triệu Thần Huân lúc này mới đi đến, nắm lấy tay Mục Hy kéo cô đứng lên, đi sang phòng làm việc của anh đi. Hiếm khi cô mới đến công ty nên Mục Hy cũng không muốn cả hai đều mất hứng, cầm lấy hộp cơm đi theo anh về phòng làm việc. Một lần nữa ngồi xuống,
Lúc này Triệu Thuần Huân mới đưa tay giúp cô tháo khẩu trang và nón xuống, mỉm cười hỏi: Sao em lại đến công ty? Ở nhà ngồi thêm một lát cũng tốt, hiếm khi mới được nghỉ ngơi. Đêm qua cô khóc rất dữ dội, anh chỉ sợ cô khóc hỏng người rồi. Anh phải tìm vợ ở đâu đây? Ồ khi ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên để anh tùy ý xoa xoa, khẽ liếc mắt nói: Em đem cơm trưa đến cho anh, nếu như anh không muốn vậy thì để em mang trở về. Cô cũng không muốn nhắc đến chuyện hôm qua, cho nên thuận thế ra vẻ gây sự với anh. Cơm trưa ư? Triệu Tần Huân cũng chỉ mỉm cười nhướng mày, lúc này mới để ý đến hộp cơm ở trên bàn trà, có chút vui vẻ mà mở hộp cơm ra. Hai món mặn, một món xào và một ít canh cải xanh, tầng cuối cùng còn có ít táo đã được gọt sạch vỏ. Triệu Tần Huân rất cao hứng mà gắp một con tôm noãn bỏ vào miệng, hương vị rất vừa ăn, đi kèm với cơm đúng là mỹ vị. Mục Khi thấy anh im lặng ăn cơm cũng có chút mong đợi, nhích người tới hỏi anh: Có ngon không? Triệu Thần Huân nghiêng đầu nhìn cô gái đang mở to hai mắt mong đợi nhìn mình. Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, đáp: Ngon lắm. Mục Khi bất ngờ bị tập kích, có chút lúng túng che môi lại, trợn mắt nói: Anh chơi xấu. Triệu Thần Huân cười càng tươi hơn, đem một miếng táo đút cho cô. Vốn còn muốn cùng cô ăn cơm, nhưng hai món này tuy là món anh thích, nhưng đều là hải sản cô không thể ăn. Hương vị này hơi khác so với đầu bếp. Trong nhà hôm nay mới tuyển người khác sao em? Mục Hy nhai nhai táo trong miệng, rất tự hào trả lời anh. Ừ, quản gia Lý mới thuê em về nấu cơm đấy. Anh định trả lương thế nào đây? Triệu Tần Huân có chút ngoài ý muốn nhìn cô. Mục Hy thấy ánh mắt của anh như thế thì rất không được vui, hỏi: Sao? Ai không tin là em nấu mấy món này à? Triệu Tần Huân nuốt cơm trong miệng xuống, đưa tay nhẹ xoa đầu cô. Ừ, anh không thể tin Hi Hi lại có tài nấu ăn tuyệt đến thế này. Bất ngờ được dỗ ngọt, khiến cho cái đuôi sắp dựng ngược lên trời của Mộc Hi chậm rãi hạ xuống, khẽ bĩu môi đẩy tay anh ra. Anh mon cơm đi. Triệu Tần Huân cũng không có ý định trêu cô, nên rất nghe lời mà tiếp tục ăn cơm. Mộc Hi thấy anh ăn hết cơm mình nấu thì tâm tình rất mãn nguyện. Lúc này cô mới có thời gian xem xét xung quanh phòng làm việc của anh một vòng. Kỳ thật căn phòng này rất rộng, nhưng thứ tồn tại chỉ có một cái bàn làm việc lớn và một cái bàn trà sang trọng. Nhìn qua thì thấy hơi trống trải, nhưng cũng khá là gọn gàng lịch sự. Mà phòng làm việc của Triệu Tần Huân nằm ở tầng cao nhất, cho nên cửa sổ sát đất dĩ nhiên là phải có. Lúc này rèm cửa được mở toang, khiến cảnh vật bên ngoài hiện rõ trong tầm mắt Mục Hy. Ánh nắng ban trưa có chút gay gắt, xuyên qua cửa chiếu lên sàn nhà một vệt nắng dài. Triệu Tần Huân ăn xong cơm, rất nhanh lại phát giác ra cô gái bên cạnh đã đang thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nói thật là cô cáu kỉnh làm ầm ĩ với anh, như thế còn khiến anh yên lòng hơn lúc cô im lặng hoặc khóc đến cạn nước mắt như hôm qua. Triệu Tần Huân có hơi lo lắng, đưa tay ôm eo kéo cô vào lòng, hỏi: Em suy nghĩ gì thế? Mục Hy chỉ nhất thời thất thần, chứ cũng không có suy nghĩ gì. Cảm nhận được vòng ôm của anh, cô cũng không cự tuyệt mà rúc vào lòng anh, khẽ bĩu môi hỏi một câu không ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại. Thần Huân, nhà anh chỉ có 3 người, vậy tại sao người khác luôn gọi anh là Tứ gia? Tay đang ôm cô của Triệu Thần Huân khẽ khựng lại. Mục Hy nhíu mày, ngừng đầu nghi hoặc nhìn anh. Đừng nói là cô tùy hứng lại hỏi ngay vấn đề mấu chốt của anh đấy nhá. Triệu Tần Huân thấy cô nhìn mình thì khẽ mỉm cười, hôn lên trán cô. Lúc mẹ sinh anh ra thì anh còn có một anh trai song sinh, nhưng vì lớn tuổi cộng thêm do sinh non nên mẹ và anh trai đều không qua được. Chỉ có anh là lì lợm nên sống đến tận bây giờ. Giọng nói của anh tuy vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Mục Hy lại tinh tế phát hiện có một chút ưu thương bên trong đấy. Có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã mất mẹ mà không đau buồn cơ chứ? Hơn thế mọi người đều tung hô Tứ gia này Tứ gia nọ, như thế có khác nào thời khắc luôn nhắc nhở anh đã khắc chết mẹ cùng anh trai mình. Mục Hy biết bản thân đã hỏi phải vết thương lòng của anh, khẽ vươn tay ôm chặt lấy anh, buồn buồn nói:
Sau này ai gọi anh là Tú gia thì em sẽ đánh chết người đó. Em hùng dữ quá. Thật ra chuyện đã qua hơn 30 năm, giờ nhắc lại Triệu Tần Huân cũng không khó chịu như lúc niên thiếu. Nhưng cảm nhận được một đoàn mềm mại trong ngực, anh vẫn rất vui khi mà nhận lấy an ủi của cô. Mục Hy nghe thế cũng chỉ bĩu môi mà không phản bác lại lời anh. Triệu Thần Huân ôm đủ rồi mới nhớ đến chuyện chính. Hi hi, tối nay có một bữa tiệc, em đi với anh nhé. Mục Hy ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh, trả lời không thèm suy nghĩ. Em không đi. Mấy bữa tiệc xã giao đó có gì hay ho đâu, cô thà về nhà làm ổ trong chăn còn có lý hơn. Triệu Thần Huân cũng thừa biết cô gái này từ nhỏ luôn không tình nguyện đi mấy bữa tiệc như thế, nhưng hôm nay anh là muốn mang cô ra ngoài để cho mọi người biết chủ mẫu Triệu gia, vợ của Triệu Thần Huân anh chính là cô. Kết hôn lâu như thế, em không muốn ra ngoài dạ oai của chủ mẫu sao? Khóe môi Mục Hy giật giật, đưa tay nắm lấy cổ áo anh lay lay. Bộ trong mắt anh, em là người thích dạ oai lắm hay sao? Triệu Thần Huân nhích môi cười, đưa tay ôm eo để mà cô làm loạn. Vậy em đi cùng với anh nhé. Mục Hy lay đủ thì khẽ bĩu môi. Cô biết hai người đã kết hôn cũng không thể giấu giếm mãi, huống hồ hiện tại cô cũng không muốn giấu nữa. Đi thì đi, nhưng mà em vẫn còn chưa chuẩn bị lễ phục, phải làm sao đây? Nghe cô đồng ý, Triệu Tần Huân rất vui vẻ bật cười. Không cần lo, nghỉ trưa một lát, anh liền đưa em đi. Mục Hy nghi hoặc hỏi. Buổi chiều anh không cần làm việc sao? Không, anh đi theo phụng bồi em. Quả thật nếu cô không đến thì Triệu Tần Huân cũng sẽ trở về biệt thự với cô. Buổi chiều hôm đó, Triệu Tần Huân tự mình đưa Mục Hy đến một cửa hiệu quần áo có tiếng trong thành phố để lựa chọn lễ phục. Mục Hy tới lui cùng nhân viên tư vấn để lựa lễ phục. Triệu Tần Huân chỉ là người ngoài nghề, cho nên cũng chỉ biết ngồi một bên đợi và quẹt thẻ. Mục Hy lựa cả buổi mới ưng ý được một bộ lễ phục màu vàng nhạt, cổ yếm dài đến mắt cá chân. Hớn hở đi theo nhân viên vào trong thử váy. Lúc bước ra, cô liền chạy thẳng đến chỗ Triệu Tần Huân xin ý kiến. Anh thấy thế nào? Bộ váy này em mặc có đẹp không? Triệu Tần Huân bỏ di động qua một bên, chuyên chú đánh giá bộ váy một lúc. Phải nói Mục Hy rất có mắt thẩm mỹ, bộ váy này mặc trên người cô như vẽ hoa trên gấm. Triệu Tần Huân nhìn dung nhan xinh đẹp của cô ở trước mặt mà có chút tinh thần xao xuyến nói. Rất đẹp. Còn bộ váy này đẹp hay là cô đẹp thì anh không có nói. Mục Hy thấy biểu hiện này của anh như thế thì rất hài lòng. Vậy lấy bộ này đi. Cô mỉm cười nói rồi liền xoay người đi vào trong phòng thay đồ. Lúc này Triệu Tần Huân mới nhìn rõ thiết kế ở phần sau của bộ váy mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chậm đã. Bỗng dưng anh gầm giọng quát lên khiến Mục Hy có chút ngơ ngác quay lại nhìn anh. Chuyện gì vậy anh? Triệu Tần Huân đứng dậy đưa tay ôm lấy cô vào lòng mà bàn tay anh rất chuẩn xác đặt lên nửa tấm lưng trần lộ ra bên ngoài của cô. Anh khẽ nhắm mắt lại nói. Bộ váy này nhìn kỹ lại thì thấy không thích hợp với em lắm. Mục Hy nhíu mi hiển nhiên là không tin lời anh nói. Nào có lý thế chứ. Mục Hy còn muốn nói tiếp gì đó thì bất chợt cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang không yên phận vuốt ve lưng mình. Cả người Mục Hy khẽ run lên một cái. Triệu Thần Huân tên xấu xa này biết rõ trên người cô nơi nào là mẫn cảm nhất, vậy mà còn cố ý trêu chọc. Mục Hy khẽ cắn môi ấp úng nói. Nếu anh thấy không hợp thì em đi đổi bộ khác là được. Triệu Thần Huân nhìn cô mềm nhũn dựa lên người mình thì rất hài lòng buông người ra. Vậy em đi đi. Triệu Thần Huân mỉm cười ôn hòa, tiện tay chỉ về một bộ váy, nói với nhân viên. Lấy bộ đó cho vợ tôi thử đi. Cô nhân viên đứng một bên luôn biết điều mà cúi đầu không dám nhìn hai người. Lúc này nghe Triệu Thần Huân ra lệnh thì lập tức đáp lời ngay. Vâng, thưa Triệu Tổng. Mục Hy thoát khỏi tay sói, lúc này mới nhìn đến bộ váy mà anh chọn cho mình. Là bộ váy màu tím, cũng là cổ yếm, nhưng lại kín đáo hơn bộ đang mặc trên người cô nhiều và cũng không kém phần sang trọng. Mục Hy ai oán, niếc cái người dám trêu chọc mình giữa ban ngày ban mặt bên cạnh một cái, mới chịu đi vào trong phòng thay đồ lần nữa, nghiêm túc sửa soạn.
Triệu Tần Huân cười cười, tiếp tục ngồi xuống sofa chờ đợi Mục Hy. Mà một lần chờ này cũng đã hơn 2 tiếng. Lúc Mục Hy trở ra một lần nữa, mái tóc dài đã được tinh tế búi thành một búi nhỏ, còn cài thêm một cái cây châm ngọc. Một thân váy dài màu tím nhẹ nhàng ôm lấy thân hình yểu điệu. Cô tự như một tiểu thư đài các thời dân quốc, khiến cho bao người say đắm. Mục Hy thấy anh nhìn mình như thế thì có chút ngượng ngùng, đưa tay hờ hờ trước mặt anh. Này, anh làm em thấy ngượng đấy. Triệu Tần Huân phục hồi lại tinh thần, cười cười, nắm lấy tay cô kéo qua ngồi xuống cạnh mình. Bộ váy này hợp với em lắm. Đưa tay vén vài sợi tóc trước trán cô, anh nhẹ giọng nói. Thời gian vẫn còn sớm, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh có gọi nhân viên mang ít bánh ngọt đến để cho em lót dạ rồi này. Nhắc đến ăn, Mục Hy nhất thời cũng cảm thấy hơi đói. Nhìn đến trên bàn quả thật có một đĩa bánh kem sô-cô-la nhỏ xíu. Mục Hy không khách khí mà cầm lấy múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng. Sao lần nào cũng là bánh sô-cô-la vậy ạ? Vừa ăn bánh, cô lại không nhịn được nhớ đến vài lần anh đưa bánh cho cô đều là sô-cô-la mà không khỏi hiếu kỳ hỏi. Triệu Tần Huân ngược lại đáp rất thản nhiên. Em không phải thích bánh hương sô-cô-la sao? Mục Hy nhoẻn môi cười cười, đưa muỗng bánh đến trước môi anh. Hiểu rõ em như thế sao? Ăn thử một miếng đi. Triệu Thần Huân nhìn bánh cô đưa tới, chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng há miệng ăn lấy, nhàn nhạt, nhạt nói. Tích lũy kinh nghiệm cả thôi. Lúc bé mỗi lần gặp em là em lại nhét nửa cái bánh kem sô-cô-la đang ăn dở vào tay anh, bắt anh ăn. Mục Hy nhất thời thấy hơi mắc nghẹn. Này là đang kể oán lúc bé cô tùy hứng ư? Hai người cũng không ở lại cửa hàng kia quá lâu, liền lên xe đi đến điểm hẹn tổ chức tiệc. Bữa tiệc này do một vị giám đốc nào đó trong giới tổ chức ở khu resort tư nhân nằm ở gần ngoại ô phía nam. Lái xe đi đường cũng hơn một tiếng. Lúc hai người đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn. Mục Hy được Triệu Tần Huân nắm tay song song đi vào trong sảnh tiệc, lại thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh bắn tới. Rất nhanh ông chủ bữa tiệc đã đi lên tiếp đón hai người. Nói ra thì ở đây Mục Hy quen biết cũng không ít người, chủ yếu là Giang Phùng từ bé đã yêu thương cô, nên đi đâu cũng muốn vác cô theo để khoe mẽ khắp nơi. Theo bên cạnh Triệu Thần Huân, Mục Hy tươi cười như hoa, cùng anh trò chuyện với vài vị trưởng bối quen thuộc. Nhưng đến nơi này, Mục Hy lại bực bội phát hiện ra, cứ hễ người nào gặp Triệu Thần Huân cũng sẽ kính nể gọi một tiếng tứ gia. Mà lúc trưa cô vừa mới tuyên bố ai dám gọi anh là tứ gia thì liền đánh chết người đó xong. Giờ gặp tình huống này, cô chỉ hận không thể xông lên đánh hết đám người ở đây. Triệu Thần Huân một bên xã giao, một bên lại cật lực trấn an cô gái đang sù lông ở trong lòng. Anh rất bất đắc dĩ mà từ chối vài người đến tiếp chuyện, mang theo Mộc Khi đi về một góc yên tĩnh. Coi nào, anh không có vấn đề gì cả, em đừng tức giận nữa. Triệu Thần Huân quả thật là dở khóc dở cười với bộ dạng ủ rũ nản lòng thoái chí của cô. Khẽ đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh cười nói. Cười một cái cho anh xem nào. Mục Hy trực tiếp bĩu môi làm mặt quỷ với anh, cô rầu rĩ nói. Em không thể đánh hết mấy người kia được, phải làm sao đây? Lần đầu muốn ra oai bảo vệ anh lại thất bại thảm hại như thế, khiến cô rất không dễ chịu nha. Tìm cậu cả buổi, thì ra là đang ở đây tình tứ với vợ. Giọng nói bất thình lình vang lên. Mục Hy đứng đối diện với hướng người kia đi đến, cho nên cô ngước mắt lên liền nhìn thấy ngay. Có hai dáng người một trước một sau đi đến. Nhưng người cô thấy đầu tiên chính là Lạc Thần, đang cau có không vui đi đến, sau đó là người đi ở trước anh ta. Nhìn rõ dung mạo người kia, ánh mắt Mục Hy vốn còn ủ rũ ngay tức thì đã mở to không dám tin mà nhìn chằm chằm người kia. Lạc Cẩn Du, cậu cả nhà họ Lạc ở thành Nam. Hai chân Mục Hy bất giác mềm nhũn, cũng may bên cạnh Triệu Thần Huân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo cô, lo lắng hỏi. Em sao thế? Mục Hy nhức nhức khóe môi cười, có chút cổ quái, nói. Em đứng lâu quá nên chân hơi mỏi đó mà. Chứ cô tuyệt sẽ không nói do cô nhìn thấy Lạc Cẩn Du nên sợ đến mức chân cũng run đâu nha. Đời trước Triệu Hoành vì muốn vươn một tay sang thành Nam mà mang cô cùng theo đi tới.
Ở nơi đó anh ta nếu muốn nhúng chàm sự phát triển màu mỡ của Thành Nam thì nhất định phải đối đầu với điện đầu xà ở đó. Nhưng Triệu Oánh cho dù hiểm độc thế nào cũng không ngờ bản thân suýt thì bị Lạc Cẩn Du cho một phát súng vào đầu. Mọi người ở Thành Nam e dè Lạc Cẩn Du không phải vì anh ta tài trí hơn người, mà là anh ta ngay cả hắc bạch hai giới đều nuốt trọn, không từ thủ đoạn. Triệu Hoành không biết lượng sức đi trêu ghẹo tên điên này, mà một khi đi theo Triệu Hoành cũng suýt thì bị Lạc Cẩn Du cho phơi thây ngoài đồng. Từ đó trở đi, cô luôn có chút ám ảnh với Lạc Cẩn Du, mà hiện tại sống lại một đời cũng không thể vơi bớt đi nỗi ám ảnh này. Triệu Thần Huân nhìn sắc mặt một khi có chút nhợt nhạt. Quả thật cả tối cô đều chưa từng ngồi xuống nghỉ ngơi, liền ôm cô đi đến ghế gần đó ngồi xuống. Vì lo lắng nên Triệu Thần Huân cũng không để ý đến một tia bất an trong đáy mắt Mục Hy. Đưa tay xoa má cô, anh nhẹ giọng hỏi: "Có phải mệt mỏi rồi không? Anh đưa em về nhé." Được anh trấn an, Mục Hy hơi lấy lại tinh thần, mỉm cười nắm lấy tay anh. Nhưng cô còn chưa trả lời thì Lạc Cẩn Du đã đi đến trước mặt hai người. Một thân âu phục màu đen, áo sơ mi bên trong mở tung ba cúc, trông vô cùng phóng khoáng phong lưu. Nhưng một đôi mắt hẹp dài đầy lạnh lẽo kia đã phá tan sự tùy ý vốn có của Lạc Cẩn Du, nhất thời chỉ còn sót lại lệ khí bức người. "Tôi mới đến, cậu đã muốn bỏ chạy?" Triệu Thần Huân lúc này mới xoay đầu nhìn người đứng trước mặt, cũng không có gì bất ngờ, ngược lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Tôi lo lắng cho bà xã." "Cậu không có bà xã thì làm sao mà hiểu được?" Lạc Cẩn Du híp mắt, lúc này chuyển sang nhìn Mục Hy, chỉ thấy cô gái kia mới chạm đến ánh mắt anh đã cúi đầu không tiếng động nhích vào lòng Triệu Thần Huân. Lạc Cẩn Du hơi nhướng lông mày, rất hứng thú nói với Triệu Thần Huân: "Không ngờ gu của cậu là kiểu này." Triệu Thần Huân một tay ôm Mục Hy, có hơi ngoài ý muốn mà nhíu mày lại, thản nhiên đáp lời Lạc Cẩn Du: "Được rồi, cậu đừng dọa cô ấy." Lạc Cẩn Du nhún vai tỏ ý bản thân không có dọa người. "Đổi địa điểm nói chuyện đi, tôi không dư thời gian quanh co với cậu đâu." Cảm thấy chào hỏi đủ, Lạc Cẩn Du cũng không muốn dây dưa thêm, liền hất cằm ra hiệu với Triệu Thần Huân. Triệu Thần Huân biết nơi này không thích hợp để bàn chuyện chính, anh có hơi lo lắng, kéo cô gái đang làm đà điểu trong ngực mình ra. "Hi hi, em ở đây đợi anh một chút. Anh bàn chuyện với Lạc Tổng xong sẽ đưa em về." Không phải anh không muốn mang Mục Hy theo, mà là anh cảm nhận được cô có chút tránh né Lạc Cẩn Du. Mục Hy nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng, em ở đây đợi anh." Lạc Cẩn Du nhìn hai người một chút rồi mới quay sang nói với Lạc Thần vẫn là mặt lạnh với mình bên cạnh: "Thần Thần, em cũng ở lại đây đi. Hai người dù sao cũng quen biết với nhau, sẽ dễ trò chuyện hơn." Lạc Thần bị anh trai gọi ra nhũ danh, liền rất không hài lòng mà hừ một tiếng, nhưng cũng không có ý phản bác. Anh bị Lạc Cẩn Du lôi đến bữa tiệc nhàm chán này với cái mỹ danh là mở rộng quan hệ làm ăn, chứ thật ra là chiếu cáo cho mọi người biết Lạc nhị thiếu gia anh che giấu thân phận tiến vào giới giải trí. Sau đêm nay, Lạc Thần tin chắc tài nguyên sẽ ùn ùn kéo đến trên người anh, nhưng không phải vì tài năng của anh mà là tài lực của Lạc gia. Triệu Thần Hoa lúc này mới chú ý đến Lạc Thần đứng sau lưng Lạc Cẩn Du. Anh chỉ hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra. Đưa mắt thấy Triệu Thần Huân cùng Lạc Cẩn Du trước sau rồi đi, Mục Hy lúc này mới ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt với Lạc Thần ở đối diện, nào còn bộ dáng chim nhỏ nép vào lòng Triệu Thần Huân ban nãy. "Anh là nhị thiếu gia của Lạc gia?" Lạc Thần lười biếng liếc nhìn cô gái đã mấy ngày nay anh không gặp, khinh khỉnh nói: "Bộ Lạc gia còn có đứa thứ ba à?" Ngụ ý là anh ta không phải nhị thiếu thì chẳng lẽ là tam thiếu ư? Mục Hy bị Lạc Thần châm chọc, hiếm khi không có hùng hổ phản công mà lại ỉu xìu tựa đầu lên lưng ghế. "Thôi xong rồi, cô quả thật xong rồi." Lạc Cẩn Du khét tiếng máu lạnh, chỉ đối xử tốt với đứa em trai chưa từng lộ diện mà anh ta chăm sóc từ nhỏ. Nhưng sống hai đời, lúc này Mục Hy mới biết đứa em kia của Lạc Cẩn Du không ít lần bị cô đè đầu cưỡi cổ, tay đấm chân đá. Nhìn Mục Hy một bộ dáng không có sức sống, lẩm bẩm cái gì đó một mình, Lạc Thần cũng lười để ý mà khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng riêng, Lạc Cẩn Du tay cầm ly rượu lắc lắc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Thần Huân đang uống trà đối diện. Cô vợ nhỏ của cậu hình như là sợ tôi. Phụ nữ trước giờ anh ta gặp, ngoại trừ muốn lấy lòng và rất muốn lấy lòng ra, thì người lần đầu nhìn thấy đã né anh như né tà, thì Lạc Cẩn Du là lần đầu nhìn thấy. Triệu Thần Huân lạnh mắt nhìn Lạc Cẩn Du một cái, nói: ánh mắt của cậu nên đặt về đúng mục tiêu đi. Nghe ra ý cảnh cáo trong lời Triệu Thần Huân, Lạc Cẩn Du cũng chỉ cười cười nói vào chủ đề chính. Dự án ở mảnh đất phía tây kia, tôi đồng ý hợp tác với cậu. Chỉ là tôi muốn hai bên chia đều 5 năm. Triệu Thần Huân cụp mắt, nhìn nước trà sóng sánh trong ly, khẽ trầm tư giây lát, để nói: 64. Anh muốn đầu tư một dự án khu biệt viện cao cấp bậc nhất ở thành Bắc, nhưng về mảng thiết kế lại không thể tìm được người thích hợp hơn là Cẩn Du. Phải nói dự án này khá quan trọng đối với anh. Từ lúc bắt đầu chủ tính cùng bắt đầu thực hiện cũng đã hơn 2 năm, mà mảnh đất số 1 mà anh đấu giá được ở lần trước kia chính là lợi thế tốt nhất. Là Cẩn Du thấy anh không có ý nhượng bộ thì cười khẽ một tiếng, nhấp một hớp rượu trong ly mới chậm rãi nói: 64 thì 64, quả là muốn chiếm thiện nghi của cậu, thật là không dễ dàng. Anh ta muốn lấn chân đến thành Bắc, Triệu Thần Huân cho 64 anh ta đã rất hài lòng rồi. Còn về phần đòi 5 năm, lúc đầu chỉ là muốn trêu đùa một chút mà thôi. Triệu Thần Huân nhếch môi cười nhạt, đáp: quá khen. Tiệc tàn người tan. Trên xe Mục Hy không có hình tượng đá văng đôi giày cao gót tinh xảo của một bên, đem chân cuộn lại một đoàn ngồi trên ghế. Triệu Thần Huân nhìn cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay kéo lấy bàn chân cô đến khẽ xoa bóp. Mệt lắm sao? Nhìn giữa đôi mày cô hiện lên một chút mệt mỏi, anh lo lắng hỏi. Mục Hy quả thật có chút mệt, nhưng là bị dọa cho mất tinh thần. Cô giữa chân trực tiếp gác lên đùi Triệu Thần Huân, tò mò hỏi anh: anh và Lạc Cẩn Du quen biết nhau sao? Từ hành động và lời nói của anh với Lạc Cẩn Du đêm nay, nếu nói hai người chỉ là mới hợp tác lần đầu, tuyệt đối sẽ không ai tin. Triệu Thần Huân một tay xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn của cô, một tay chống đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô chăm chú. Là bạn lúc đi du học, cũng xem như là quen biết nhiều năm. Sao tự dưng em lại hỏi đến là Cần Du? Mục Hy khẽ bĩu môi, đưa tay đấm đấm chân vẫn còn mỏi nhiều của mình, đáp: anh đồng thân với Lạc Cẩn Du quá, anh đang là người xấu đấy. Triệu Thần Huân hơi nhướng đôi lông mày, có chút hiếu kỳ không xác định lắm, hỏi: người xấu? Mục Hy gật đầu cái dù. Lạc Cẩn Du dám giết người còn không phải là người xấu ư? Triệu Thần Huân cười khẽ, vươn tay kéo cô vào lòng, đưa tay chọc lên trán cô một cái. Ai nói với em như thế hả? Anh trai em chứ ai? Vào lúc mấu chốt, Mục Hy vẫn là lôi anh trai ra để làm bia đỡ đạn. Triệu Thần Huân thoáng suy tư, Giang ra tin tức linh hoạt, xem ra Giang Trầm kể không ít chuyện với cô đi. Nhẹ hôn lên trán cô một cái, Triệu Thần Huân dịu dàng nói: Cẩn Du tuy không phải người tốt đẹp gì, nhưng anh tin tưởng cậu ấy. Vì chỉ ít là Cẩn Du không từ thủ đoạn, nhưng trong thâm tâm vẫn còn có tình nghĩa, chứ không giống Triệu Hoành vừa nham hiểm lại bất nghĩa. Mục Hy chỉ hơi nhíu mày, nhìn ra được tia kiên định trong đáy mắt anh, làm cô bỗng cảm thấy bản thân mình hơi khách quan. Nhưng còn không đợi Mục Hy suy nghĩ xong thì Triệu Thần Huân lại nói tiếp: cho nên em không cần phải sợ cậu ta đâu, đã có anh ở đây rồi. Mục Hy nghẹn họng chân chối, trực tiếp chui rúc vào lòng anh lẩm bẩm: em mới không có sợ anh ta. Triệu Thần Huân chỉ mỉm cười, cũng không có vạch trần cô. Lúc đối mặt với Lạc Cẩn Du, cô luôn tránh tránh né né, đừng tưởng anh không nhìn ra được. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, cái mà anh để ý hơn là tên nhóc Lạc Thần kia. Hi hi, sau này tránh xa Lạc Thần một chút. Mục Hy ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh: tại sao phải tránh? Lạc Thần cũng đâu có tính uy hiếp như Lạc Cẩn Du, hơn nữa hai người còn là đồng nghiệp, muốn tránh thì biết tránh đi làm sao. Triệu Thần Huân nheo mắt đưa tay bóp má cô một cái, hung dữ nói: không sao cả, anh chướng mắt tên nhóc đó. Đừng tưởng anh không nhìn ra đằng sau cái nết ghẹo gan Mộc Hy của Lạc Thần kia chính là một tia ôn nhu khó mà phát hiện.
Nề mặt Lạc Cẩn Du anh cũng không muốn so đo với một tên nhóc, nhưng tách Mộc Hy ra khỏi Lạc Thần là điều cần thiết mà anh phải làm. Triệu Thần Huân đã nói như thế, Mộc Hy cũng chỉ có thể chiều theo ý anh đáp. Em sẽ cố gắng, nhưng tình thế ép buộc thì em không có cách đảm bảo đâu nhé. Triệu Thần Huân biết hai người còn dính líu với nhau một bộ phim, cho nên cũng không muốn tính toán chia ly, nhẹ gật đầu đáp ứng. Ừ, anh biết rồi. Nhưng người xưa có câu người tính không bằng trời tính. Vì là vừa quay vừa biên tập hậu kỳ, cho nên sau khi đóng máy nên có dự tính phim sẽ được công chiếu vào 2 tháng sau. Một khi thu thả được một tuần thì đã vội đến studio chụp họa báo quảng cáo cho bộ phim Dạ Nguyệt. Và dĩ nhiên chụp họa báo đã có nữ chính thì làm sao mà thiếu nam chính cho được. Vì thế người nào đó lại làm mặt ủ rũ không vui, phải cho Mộc Hy dụ dỗ một lúc lâu mới chịu thả cô đi. Lần chụp ảnh này còn có cả Liễu Tư Tình lâu ngày không gặp cùng chụp. Tuy nhiên bị Triệu Thần Huân hạ lệnh cấm hợp tác với cô ta, nhưng một vài hoạt động quan trọng vẫn là không thể thiếu sự góp mặt của vai nữ phụ là Liễu Tư Tình được. Một ngày dài hết tạo kiểu rồi đổi kiểu, Mộc Hy cũng hoàn thành xong buổi chụp ảnh. Bên trong phòng hóa trang, Lạc Thần không biết đến từ khi nào ngồi trên sofa chơi game. Mộc Hy được Tiểu Đào và Tạ Liên Hoa, chuyên viên trang điểm hôm nay, vây ở giữa bắt đầu tẩy trang. Mà Liễu Tư Tình ở bên cạnh, chỉ có mỗi trợ lý phụ giúp, trông có vẻ hơi vắng vẻ. Tạ Liên Hoa cũng không để ý việc bản thân mình bên nặng bên nhẹ, cô chỉ là không ưa Liễu Tư Tình mà thôi. Tiểu Đào, phần còn lại em làm giúp chị nhé. Chị đi thu dọn đồ đạc xong rồi chúng ta cùng về. Vâng ạ. Tạ Liên Hoa đem phần việc còn lại giao cho Tiểu Đào, chính mình thì đi thu dọn đồ đạc của bản thân. Liễu Tư Tình mắt lại nhìn qua Mộc Hy đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đáy mắt lại lóe lên một tia âm độc. Cô ta đứng lên đi đến gần Mộc Hy tầm 2 bước chân, giả vờ như đang tìm đồ trên bàn, nhưng khi thấy không ai chú ý liền hơ tay hất máy uốn tóc đang nằm trên bàn về phía Mộc Hy. Chỉ nghe cô ta ây ya một tiếng, Mộc Hy còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe Tiểu Đào bên cạnh rên rỉ kêu lên. Đợi đến lúc cô định thần lại thì nơi cổ tay Tiểu Đào đã đỏ ửng một mảng. Tiểu Đào! Mộc Hy vội vàng đứng bất dậy, nắm lấy tay Tiểu Đào xem xét, sốt ruột hỏi. Em có sao không? Tiểu Đào nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cắn chặt môi lắc đầu. Em không sao. Lúc mắt thấy cái máy uốn tóc kia sắp rơi trên đùi Mộc Hy, cô nàng chỉ theo phản ứng mà đưa tay đỡ lấy. Giờ đây đau buốt nơi cổ tay khiến cô nàng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu để máy uốn tóc nóng như lửa kia rơi trên đùi Mộc Hy thì cô nàng thực sự không dám nghĩ đến hậu quả. Nhìn Tiểu Đào nhịn đau nén nước mắt vào trong, tức khắc một tia nộ khí bừng cháy trong lòng Mộc Hy. Cô quay phát sang Liễu Tư Tình đang thất vọng vì hành động thất bại mà lạnh lẽo nhìn cô ta chằm chằm. Liễu Tư Tình vốn còn đang khinh thường nhìn Tiểu Đào lo chuyện bao đồng, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Mộc Hy, cô ta có hơi chột dạ muốn lùi về sau. Nhưng tay Mộc Hy đã nhanh hơn một bước, trực tiếp nắm lấy tóc của Liễu Tư Tình, đè đầu cô ta xuống bàn. À, Mộc Hy, cô muốn làm gì? Không phải muốn vinh vào sao? Vậy để tôi cho cô toại nguyện. Mộc Hy dứt lời đã cầm ngay máy rụi tóc còn nằm trên bàn, trực tiếp hướng trên mặt Liễu Tư Tình hạ xuống. Chị Hy! Tiểu Đào và trợ lý của Liễu Tư Tình bên cạnh nhìn một màn bất ngờ trước mặt, bị dọa cho kinh hồn tán đảm. Ngay từ khắc tay Mộc Hy sắp hạ xuống gương mặt của Liễu Tư Tình thì có một bàn tay khác đã mạnh mẽ giữ chặt lấy tay cô lại. Lạc Thần vốn còn đang ngồi xem kịch vui, nào biết Mộc Hy thực sự dám xuống tay ác liệt như thế. Anh không nghĩ ngợi liền lao đến chặn tay cô lại. Cô đừng có làm bậy. Mộc Hy đang nộ khí bức người bị anh chặn lại càng tức giận hơn, lạnh mắt liếc nhìn Lạc Thần, một tay vẫn nắm chặt tóc Liễu Tư Tình, một tay vẫn không chịu buông cái máy duỗi tóc nóng hầm hập trong tay quát. Anh buông ra. Lạc Thần khẽ cau mày, biết lần này cô giận thật. Anh cũng không có ý cứng đối cứng với cô, chậm rãi dùng lực đem cái máy duỗi tóc trong tay cô tách ra. Anh khẽ nói, cô xuống tay thật thì ngày mai cô liền lên trang nhất đấy. Hạ người như cô ta cần gì tự làm bẩn tay mình. Liễu Tư Tình bị đè trên bàn không cựa quậy được, nghe Lạc Thần nói bản thân mình như thế thì điên tiết quát ầm lên. Tôi là hạng người gì hả? Các người ỷ đông hiếp yếu dùng vũ lực với tôi muốn kiện các người.
Mục Hy híp mắt không nề năng gì mà nâng đầu cô ta lên, đập thẳng xuống bàn một cái. Thành công nghe được Liễu Tư Tình chỉ còn phát ra tiếng kêu đau. Lạc Thần cũng dần mất kiên nhẫn rồi, cũng mặc kệ Mục Hy vẫn còn nắm tóc Liễu Tư Tình, mạnh mẽ kéo tay cô ra. Đi theo đó còn có một nắm tóc bước trên đầu Liễu Tư Tình xuống. Lại chỉ nghe cô ta tiếp tục hét thảm một tiếng. Lạc Thần kéo Mục Hy đi qua một bên, thấy cô vẫn cứ đăm đăm nhìn Liễu Tư Tình như muốn chọc một lỗ trên người cô ta xuống. Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay bóp má bắt cô xoay qua nhìn mình, lần đầu nghiêm nghị nhìn cô nói: đánh thế đủ rồi. Muốn đối phó với cô ta thì có rất nhiều cách, đừng dùng cách hại người hại mình như thế. Một khi sau thoáng tức giận, nhìn cái đầu Liễu Tư Tình u một cục, cũng không có ý muốn đánh tiếp. Cô hừ lạnh một tiếng, gạt tay Lạc Thần ra, đi đến kéo Tiểu Đào đi xử lý vết thương. Liễu Tư Tình bị đánh còn bị bứt tóc, suýt thì chọc đầu, thấy Mục Hy rời đi liền tức giận muốn xông đến bắt cô lại. Tiện nhân, cô đứng lại đó cho tôi. Nhưng cô ta mới đi được hai bước đã bị Lạc Thần chặn ở trước mặt, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Liễu Tư Tình cũng biết hậu trường phía sau Lạc Thần rất lớn, hơn nữa tính tình người này rất khó chơi, bị anh nhìn như thế cô ta nhịn không được mà lùi về sau hai bước, lắp bắp hỏi: Anh muốn làm gì? Lạnh mặt nhìn người trước mặt, Lạc Thần chỉ cười cười mà không nói, liền xoay người rời đi luôn. Một cái nhìn này của anh không khỏi khiến Liễu Tư Tình rùng mình. Chị Tư Tình, để em xử lý vết thương cho chị. Cút, đồ vô dụng, thấy tôi bị đánh mà chỉ biết đứng nhìn là sao? Trợ lý của Liễu Tư Tình dè dặt đi đến muốn giúp cô ta xử lý vết thương trên trán, nào ngờ lại bị Liễu Tư Tình thẳng tay tát một bạt tai. Em xin lỗi. Cút đi, tôi không muốn thấy mặt cô. Trợ lý hốt hoảng bụng mặt không dám khóc thút thít nói. Liễu Tư Tình chỉ nhìn thấy trướng mắt, liền xoay người đi về phía VKC tự mình xử lý vết thương. Tạ Liên Hoa thu thập đồ đạc xong thì hay tin tức tốc chạy qua xem xét hai người, nhìn cổ tay đã đỏ thấy của Tiểu Đào mà không khỏi phẫn nộ mắng: còn tiện nhân Liễu Tư Tình đó, chị đi đánh chết cô ta. Tạ Liên Hoa nói xong liền hùng hổ muốn đứng dậy, nhưng Tiểu Đào đã nhanh tay giữ cô lại. Em không sao chị ơi, đừng gây thêm chuyện, tránh ồn ào. Tiểu Đào đau khổ hết nhìn Mục Hy đang trầm mặc xử lý vết thương cho mình, lại nhìn về phía Tạ Liên Hoa đang hầm hổ bên cạnh. Cái tính khí một lời không hợp liền đánh người thế này quả nhiên là một cặp trời sinh với chị Hy mà. Nước mắt đã thấy Tiểu Đào một vẻ mặt muốn nói lại thôi, Mục Hy cũng khẽ khẽ thở ra một hơi, còn nén lại trong lòng: tôi đánh cô ta rồi, cậu không cần phải ra tay nữa đâu. Lời này là nói với Tạ Liên Hoa bên cạnh. Tạ Liên Hoa nghe thế chỉ bĩu môi, nhưng không có ý định đi đánh người nữa. Được rồi, mấy ngày tới tránh để cho vết thương chạm vào nước là được. Đem vết thương của Tiểu Đào xử lý ổn thỏa một lúc, lúc này Mộc Hy mới an tâm hơn một chút. Dù tức giận nhưng cô áy náy là phần nhiều, dù sao vết bỏng này vẫn nên là ở trên người của cô mà không phải Tiểu Đào. Vết thương bé tí ấy mà, em còn không để ý vào mắt. Tiểu Đào cười hì hì đến híp mắt, nào còn dáng vẻ nước mắt lưng tròng ban nãy. Mộc Hy nhìn mà tim không khỏi ấm áp. Cô luôn biết cô nhóc này vẫn luôn rất lạc quan và thiện lương. Dù cho đời trước cô có bạc đãi ra sao thì cô nhóc này vẫn luôn âm thầm quan tâm cô. Đưa tay nhẹ xoa tóc Tiểu Đào, Mộc Hy mỉm cười nói: biết em giỏi rồi, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiểu Đào đột nhiên thấy cô dịu dàng như thế thì không khỏi ngượng ngùng, mí môi bẽn lẽn cười cười: được rồi, nếu xong cả rồi thì chúng ta về thôi, ở đây cũng không còn việc gì nữa. Tạ Liên Hoa đứng lên phủi phủi quần áo, một tay nắm lấy Tiểu Đào, một tay kéo Mộc Hy đứng lên rời đi. Ba người cùng nhau rời khỏi studio, vốn tưởng xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, nào ngờ vừa bước đến bãi đỗ xe đã thấy có hai người đứng chờ cách đó không xa. Mộc Hy nhìn dáng người quen thuộc kia, chút không vui còn sót lại trong lòng liền biến mất không tăm hơi. Bỏ lại hai người Tạ Liên Hoa, Mộc Hy chạy bước nhỏ đến bên cạnh Triệu Thần Huân. Sao anh lại đến đây? Triệu Thần Huân đang cầm điếu thuốc trên tay liền đem nó dụi tắt đi. Anh đưa tay hô hô làn khói trước mặt, còn chưa chuẩn bị tinh thần thì người đã bổ nhào vào lòng anh. Triệu Thần Huân bất đắc dĩ cười cười, đưa tay giữ vững người ở trong lòng. Chạy nhanh như thế làm gì? Mộc Hy bị bụi môi, khẽ nhăn mũi, ghét bỏ nói:
người anh toàn mùi thuốc lá. Triệu Thần Huân cong môi cười, tay thò đến véo mũi cô. Dám chê anh. Hai người bớt bớt lại được không? Còn nhóc kia, anh trai em cũng đứng ở ngay bên cạnh em đấy. Giang Trầm cũng chậm rãi rụi tắt thuốc lá trong tay đi, rất không vui vì đột ngột bị thồn cơm chó. Vợ chồng người ta khoe ân ái, anh làm anh trai xía vào làm gì? Tạ Liên Hoa cùng Tiểu Đào cũng đi tới, tuy rất khinh bỉ với hành động của bản thân nhưng vẫn không khách khí mà cà khịa Giang Trầm. Mục Hy cũng không để ý đến mọi người xung quanh, nghiêm túc đứng tách ra khỏi người Triệu Tần Huân. Cô hỏi, sao hai anh lại đến đây vậy? Triệu Tần Huân đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, nói, đến đưa em đi ăn tối. Trong WC nữ, Liễu Tư Tình đứng trước gương gần 10 phút, cẩn thận thoa dầu lên cái cục u sưng tấy trên trán, liền đi ra ngoài, còn không quên vừa đi vừa chửi. Còn tiện nhân Mục Hy đó, nếu lần sau mày còn rơi vào tay tao, tao sẽ cho mày đẹp mặt. Lúc chửi tay lại không chú ý lực đạo, liền chạm đến vết thương trên trán, khiến cô ta không khỏi kêu lên. Vì chỉ chăm chú vào cái trán của mình nên Liễu Tư Tình cũng không có để ý một bóng dáng nép bên vách tường cạnh chỗ rẽ ngoặt. Cô ta chỉ vừa mới bước đi thẳng vài bước thì phía sau đột ngột có một bàn tay dùng khăn lông bịt kín mặt cô ta, khiến cho cô ta hốt hoảng vùng vẫy kịch liệt. Buông ra, cứu! Nhưng với cái sức lực trói gà không chặt của Liễu Tư Tình thì làm sao địch lại một người đàn ông cao lớn. Rất nhanh cô ta đã bị lôi đến cuối hành lang vắng vẻ. Còn chưa kịp để cô ta định thần thì cả người đã bị đẩy ngã nhào vào trong. Chỉ nghe cửa ầm một cái đã bị người ta khóa trái bên ngoài. Liễu Tư Tình lấy lại tinh thần rất nhanh, hốt hoảng đi đến đập cửa ầm ầm. Thả tôi ra, các người là ai? Cái khăn bịt kín mặt cô ta ban nãy cũng không có tẩm thuốc mê gì, chỉ là từ đầu chí cuối cô ta cũng không thể nhìn rõ người đến là ai thôi. Người đâu? Cứu mạng! Cô ta lúc rời đi chỉ mang theo mỗi chai dầu để thoa vết thương, ngay cả ví cũng không thèm mang theo, giờ có muốn gọi người đến cứu cũng là khó khăn. Bên ngoài cánh cửa đang bị Liễu Tư Tình cật lực đập kia, Lạc Thần mắt lạnh đem ổ khóa khóa bóp lại, không chút do dự đem chìa khóa ném vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người rời đi luôn. Quản lý đi theo sau anh làm chuyện xấu có chút thấp thỏm hỏi, em thực sự làm như thế sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Anh ta bây giờ rất hối hận vì sao ban đầu lại vui vẻ nhận lời Lạc Tổng trông nom tổ tông này chứ. Lạc Thần chỉ hừ lại một tiếng, cũng khinh thường nhìn anh ta. Sáng mai cho người đến mở cửa là được. Anh đi xử lý camera đi. Tuy anh ngăn cản Mục Hy xuống tay với Liễu Tư Tình nhưng cũng không có nghĩa là anh ta sẽ bỏ qua cho cô ta. Hình ảnh cái máy uốn tóc kia suýt thì rơi lên người Mục Hy, anh vẫn nhớ rõ như in. Bỏ lại quản lý mặt xám mày trâu, Lạc Thần liền cất bước tự mình ra về trước. Nhưng nào ngờ mới đến bãi đỗ xe, anh đã nhìn thấy một đám người cười nói đứng đó. Mà cô gái đang cười tươi như hoa kia như là ngay tức khắc lọt vào tầm mắt Lạc Thần. Anh chỉ thoáng nhìn rồi cụp mắt xuống, chậm rãi bước qua đó. Trùng hợp là muốn đến xe của anh thì phải đi qua đám người kia. Lạc Thần chỉ mới bước đến gần thì Tạ Liên Hoa đã nhìn thấy ngay, đưa tay vẫy vẫy với anh. Này, anh còn chưa về sao? Bọn tôi định đi ăn tối, anh có muốn đi cùng không? Mục Hy đang đưa lưng lại với Lạc Thần, nghe thế thì khẽ xoay người lại, rất ngạc nhiên vì thấy anh vẫn còn ở đây. Lạc Thần mắt lại nhìn Mục Hy, hoặc nói đúng hơn là nhìn bàn tay đang lặng lẽ đặt bên eo cô. Anh nước mắt nói với Tạ Liên Hoa, tôi bận rồi, mọi người đi đi. Tiểu Đào đứng im lặng bên cạnh, cũng không có ý định đi theo, cho nên vội lên tiếng chen lời. Em cũng phải trở về nên không thể đi cùng với mọi người được ạ. Mục Hy nhíu mày nhìn qua cô nàng. Em không có xe làm sao mà về. Đi ăn cùng với chị, một lát chị đưa em về luôn. Tiểu Đào vội xua tay nói, không sao, em bắt xe về là được rồi ạ. Đi cùng chị Hy là chồng và anh trai, chị Liên Hoa là bạn thân với chị ấy, tất nhiên là sẽ không ngại. Cô cũng chỉ là người ngoài, đi theo chỉ thêm lúng túng. Mà nhìn nét mặt Mục Hy, dĩ nhiên là không muốn thả cô về như thế. Tiểu Đào chỉ biết âm thầm kêu khổ. Tôi thuận đường, cô về với tôi đi. Lạc Thần đứng bên cạnh,
lên tiếng giải vây cho Tiểu Đào. Dù gì cô nhóc này hôm nay đã làm được một việc nghĩa, anh cũng không keo kiệt mà cho cô đi nhổ xe. Tiểu Đào nghe vậy thì vội đáp ứng ngay. Vâng, em cảm ơn anh trước ạ. Tuy không thân lắm với Lạc Thần, nhưng dù sao vẫn là chỗ quen biết, còn đỡ hơn là đi theo chị Hy, ngượng ngùng lắm. Mục Hy thấy không lay chuyển được Tiểu Đào, vốn muốn khao cô nàng một bữa để cảm ơn, nhưng như thế cũng đành thôi. Vậy em về trước đi, nhớ chú ý vết thương. Ngày mai chị cho người đưa qua ít thuốc trị bỏng và trị sẹo cho em. Vâng ạ, vậy em về trước đây ạ. Tiểu Đào lễ phép chào mọi người rồi đi đến cạnh Lạc Thần. Lạc Thần cũng chỉ khẽ gật đầu với Triệu Thần Huân và Giang Trầm luôn im lặng từ nãy đến giờ, xem như chào hỏi rồi mang theo Tiểu Đào rời đi. Mục Hy nhìn theo bóng lưng của Lạc Thần, không khỏi nhíu nhíu mày, lẩm bẩm. Sao cứ có cái cảm giác như đang thiếu nợ anh ta vậy? Triệu Thần Huân đứng gần cô nhất nghe thế thì khẽ đưa tay vỗ lên đầu cô một cái. Để ý đến người khác làm gì? Mục Hy bĩu môi cũng không đôi co với anh. Bốn người cứ thế lên một chiếc xe, đi thẳng đến nhà hàng đã đặt sẵn. Mà Tiểu Đào bên này đi theo Lạc Thần lên xe, những tưởng cứ ngoan ngoãn im lặng về đến nhà là được. Nào ngờ vừa mở cửa xe đã thấy ngay một người đàn ông đang cười đến là yêu nghiệt ngồi đó. Tiểu Đào nhất thời ngây ngẩn, còn tưởng mình mở lộn cửa xe, muốn quay lại hỏi Lạc Thần thì đã nghe anh cáu kỉnh nói. Cô ngồi ở giữa đi. Tiểu Đào ngơ ngác còn muốn nói gì đó thì đã bị anh đẩy vào trong. Đối mặt với ánh mắt như cười như không của người đàn ông trong xe, Tiểu Đào âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngoan hiền cúi đầu làm đà điều. Sao anh ở đây? Bên công ty bộ nhàn rỗi lắm hay sao? Lạc Thần đóng cửa xe, bực bội hỏi người kia. Lạc Cẩn Du ngược lại rất nhàn nhã mà nghiêng đầu nhìn em trai xuyên qua một cô nhóc ở giữa nói. Thời gian tới anh sẽ qua lại giữa hai bên. Hôm nay rỗi rãi nên muốn đến nhìn em một chút. Vậy bây giờ nhìn được rồi thì anh về đi. Nghe em trai không khách khí đuổi khách, Lạc Cẩn Du cũng không tức giận. Anh biết lần trước ép tên nhóc này đến bữa tiệc kia đã chọc giận nó rồi. Lạc Cẩn Du lúc này mới liếc mắt nhìn sang cái đầu nhỏ bên cạnh. Nói là cái đầu, chính là vì cô gái này ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên, rất tự giác mà chăm chú vào nghịch ngón tay của mình. Em là bạn của Thần Thần à? Tên gọi là gì? Lần đầu thấy bên cạnh Lạc Thần xuất hiện một phái nữ, cho nên Lạc Cẩn Du không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Đào nghe anh hỏi liền chậm rãi ngẩng đầu lễ phép trả lời. Em không phải là bạn của anh Lạc Thần đâu ạ. Lạc Cẩn Du nhướng mày mỉm cười, một bộ dáng rất hiền lành, nhưng câu hỏi ra rất có ý tứ làm khó. Không phải bạn, vì sao lại về cùng với nhau? Em đi nhổ xe ạ. Tiểu Đào bị hỏi như thế cũng có hơi mất tự nhiên, mà nhích người qua bên cạnh Lạc Thần vẫn ngoảnh mặt làm ngơ nãy giờ. Không hiểu sao nhìn người này tươi cười nhưng cô lại thấy có hơi gian gian nhỉ. Lạc Thần cảm nhận được động tĩnh của Tiểu Đào, bị cô lấn át, anh rất không vui, nói. Cô nhích cái gì? Anh ấy cũng không ăn cô đâu. Còn nữa, anh đừng có mà dọa cô ấy. Cô nhóc này là trợ lý của Mục Hy, tiện đường nên cho đi nhờ xe mà thôi. Lạc Thần bị anh trai quản từ nhỏ đến lớn, tuy không phục nhưng vẫn biết là anh trai quan tâm mình nên cũng rất chịu khó giải thích. Lạc Cẩn Du nghe vậy thì cười cười, cũng không có ý định dò hỏi tiếp. Nhưng trong lúc vô tình lại nhìn đến cổ tay của Tiểu Đào, theo thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt, quan tâm hỏi một câu. Tay bỏng như thế có phải đau lắm không? Tiểu Đào ngay cả nhìn cũng không nhìn Lạc Cẩn Du, cúi đầu đáp. Thường thường thôi ạ. Cô tuy chậm hiểu chứ không có ngu mà không nghe ra ý trêu ghẹo trong lời của Lạc Cẩn Du. Lạc Cẩn Du thấy cô nhóc có định luật không tồi, rất tán thưởng mà nhìn cô chằm chằm. Anh Lạc Thần lúc này đã âm thầm hối hận lúc đầu để cho Tiểu Đào ngồi ở giữa. Cái tính gặp hoa là phải ngắt được một nhánh của anh trai thật khiến anh hết nói nổi. Nếu mà Tiểu Đào đi theo anh bị anh trai chồng ghẹo, chuyện khi đến tai của Mục Hy còn không phải để cô tới xé xác anh ra. Lạc Cẩn Du khẽ nhún vai, không trêu ghẹo Tiểu Đào nữa. Lạc Thần thấy thế vội thúc giục tài xế lái xe nhanh chút để thả Tiểu Đào về với mẹ. Nhưng trước khi Tiểu Đào xuống xe,
Lạc Thần có ném qua cho cô nhóc một tập tài liệu dày, bỏ lại một câu, đưa cho Mục Hy rồi đi luôn. Mục Hy bên này cùng Triệu Thần Huân, Giang Trầm và Tạ Liên Hoa cùng nhau dùng bữa tối với nhau. Hiếm khi có dịp tụ hội thế này, mọi người trò chuyện rất rôm rả. Tạ Liên Hoa nhìn Triệu Thần Huân ân cần săn sóc cho Mục Hy mà không khỏi mừng thay cho bạn. Hai người có định đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa? Nghe Tạ Liên Hoa hỏi, Mục Hy nhai nhai thức ăn trong miệng, hơi suy nghĩ một chút, nói: cậu nhắc thì tớ mới nhớ đến việc này. Nhưng gần đây tớ cũng không rảnh rỗi được mấy ngày. Mà gần cuối năm, công ty của Thần Huân cũng chồng chất không ít việc. Nếu mà muốn đi thì phải sang năm cơ. Triệu Thần Huân gắp ít thịt bò xào bỏ vào bát Mục Hy, ô nhu nói: anh có thể sắp xếp thời gian. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Mục Hy đem thịt bò bỏ vào miệng, khẽ liếc anh một cái. Anh có tiềm năng làm hôn quân rồi đó. Vì mỹ nhân mà Triệu Chính đều bỏ qua một bên. Bị cô nói như thế, Triệu Thần Huân cũng không phản bác, ngược lại còn cắt câu lấy nghĩa trêu cô. Ồ, thì ra trước nay em đều có tính tự luyến như thế sao? Mục Hy lườm anh một cái, đem cà rốt trong bát mình bỏ vào bát anh. Sau thời gian chung đụng, cô phát hiện ra người có thể nói là dễ ăn như Triệu Thần Huân cũng có thứ không cho vào miệng được, đó chính là cà rốt. Biết cô có ý chỉnh mình, Triệu Thần Huân chỉ cười cười, nhưng cũng không có ăn miếng cà rốt kia. Nhưng nếu là cô đút thì anh sẽ ăn. Vậy cậu có ý định đi đâu chưa? Tôi thấy đi Paris cùng hôn môi dưới tháp Eiffel lãng mạn phết đấy. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình trước mặt, cũng không cản được ý định buôn dưa lê của Tạ Liên Hoa. Mục Hy nghe cô nàng này bàn chuyện cũng không chú ý ngôn từ thì không khỏi ho khan hai tiếng. Cậu biểu đạt có hơi trực tiếp rồi đấy. Dù gì thì hiện tại vẫn còn có hai người đàn ông ngồi ở đây đấy. Tạ Liên Hoa ở nước ngoài hơn một năm, cũng đã tiêm nhiễm không ít sự phóng khoáng trong vấn đề nam nữ của phương Tây, hiển nhiên là không để ý đến vấn đề này lắm. Chỗ chân thành góp ý đấy. Dù sao Pháp vẫn là một đất nước của sự lãng mạn và tình yêu mà. Ồ. Đang nói được một nửa thì Giang Trầm bên cạnh đã không chút khách khí, nhét vào cái miệng đang nói không ngừng của Tạ Liên Hoa một đũa rau xanh. Tạ Liên Hoa tức giận, nhai rau trong miệng, trừng mắt nhìn anh. Anh làm cái gì vậy hả? Giang Trầm không vội trả lời mà đưa tay bóp má cô, nhét thêm vào một miếng thịt, thành công chặn miệng cô lại. Em có chồng rồi hay đã có bạn trai? Bàn về chuyện thế này trông có kinh nghiệm phết nhỉ. Giang Trầm cũng hết nói nổi cô gái này. Anh thì không sao, dù gì cũng là lớn lên cùng cô, nhưng Triệu Thần Huân lại khác. Cô ăn nói không kiêng dè như thế, nãy giờ còn không phát hiện ra Triệu Thần Huân chỉ giữ im lặng thôi sao? Tạ Liên Hoa bị Giang Trầm trách mắng liền rất không vui, nhưng cũng không nói về vấn đề tuần trăng mật nữa, đưa tay chỉ về đĩa tôm trước mặt, hậm hực nói: anh thích đút thì lột tôm cho em đi, em muốn ăn tôm. Giang Trầm cũng không đôi co, liền bắt tay vào lột tôm cho Tạ Liên Hoa. Tiểu Hy, Tết năm nay em đã sắp xếp thời gian ổn thỏa chưa? Định về nhà ăn Tết hay là về nhà chính Triệu ra? Cơm ăn đã no, Giang Trầm liền đi vào mục đích chính mình đến đây. Mục Hy nghe anh hỏi lại quay sang nhìn Triệu Thần Huân bên cạnh. Tối 29 Tết em có tiệc quảng bá công chiếu phim. Thấy cô có ý dựa dẫm mình như thế, Triệu Thần Huân rất vui vẻ, đưa tay vuốt tóc cô nói: năm đầu Hi Hi về làm dâu, hiển nhiên sẽ không quen. Giao thừa tôi đưa cô ấy về Giang gia, trưa mùng 1 quay về Triệu gia sau. Giang Trầm gật đầu xem như đáp ứng, như cười như không mà nhìn Triệu Thần Huân. Mà này, đến giờ còn chưa nghe cậu gọi một tiếng anh vợ nhỉ? Triệu Thần Huân liếc mắt nhàn nhạt nhìn Giang Trầm đang đắc ý, nhưng không hề đáp lời. Anh hiển nhiên là có ý làm lơ. Đùa, Giang Trầm còn nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy. Sau bữa ăn, Triệu Thần Huân và Mục Hy có ý đưa hai người Giang Trầm và Tạ Liên Hoa về, nhưng hai người đều ăn ý từ chối khéo. Dù sao Triệu Thần Huân và Mục Hy cũng là vợ chồng son mới cưới, hai người cũng không thể không có ánh mắt mà đi làm bóng đèn tiếp được. Vẫy tay tạm biệt Mục Hy, Tạ Liên Hoa theo sau Giang Trầm lên xe của anh, vừa được tài xế lái tới, nhìn phương hướng Mục Hy rời đi mà không khỏi cảm thán. Khi nào em mới tìm được chân mệnh thiên tử của mình đây? Giang Trầm đem áo khoác trên người cởi ra để gọn qua một bên.
Nghe cô nói như thế thì không khỏi bật cười trêu. Em đừng đi gây họa cho người khác thì vẫn tốt hơn đấy. Tâm trạng thiếu nữ đang bay bổng của Tạ Liên Hoa thoáng chốc bị đánh rớt một cái bịch. Hừ một tiếng, cô châm chọc nói. Em còn có cơ hội đi gây họa cho người khác, cũng đỡ hơn anh. Đã 30 tuổi rồi mà một cô bạn gái cũng không có. Giang trầm ngược lại cười khẽ đáp. Vì anh đây là trai tốt hiếm gặp, còn em chắc gì đã có bạn trai mà chê cười anh ế hả? Tạ Liên Hoa nhún vai. Anh mà đi so sánh với em à? Thôi đi anh trai ơi, chúng ta cách nhau 9 tuổi đấy, xem như là cả một thế hệ rồi. Còn nữa, ai nói em không có bạn trai? Bị phân biệt tuổi tác, khóe môi Giang trầm có hơi co rút, suy một tiếng đáp. Mẹ em. Tạ Liên Hoa lập tức im lặng, lâu lâu mới nói sạm một lần, thế mà sớm đã bị mẫu hậu đại nhân đào hố trốn lúc nào không hay. Thành công đấu võ mồm thắng Tạ Liên Hoa, Giang trầm rất cao hứng mà khoanh tay trước ngực, ung dung ngắm cảnh vật bên ngoài. Mục Huy về đến nhà, việc đầu tiên là đi tắm, việc thứ hai là đi tìm chồng. Lót tót đi đến thư phòng, cô đưa tay gõ cửa hai cái, liền nghe thấy Triệu Thần Huân trầm giọng nói. Là Hi Hi sao? Vào đây đi. Mục Huy mỉm cười, chậm chạp bước vào, nhưng vẫn là giữ đúng đứng mực, đứng cách bàn làm việc ba bước. Có chuyện cô nhìn trộm tài liệu của anh lần trước, bây giờ vào thư phòng của anh, cô vẫn rất tự giác mà không xâm phạm quyền riêng tư của anh. Triệu Thần Huân ngẩng đầu lên khỏi máy tính, thấy cô vẫn đứng ở kia thì không khỏi cười cười, đưa tay ngoắc cô lại. Lại đây với anh. Mục Hy hơi do dự nhưng vẫn nghe lời đi đến cạnh anh. Triệu Thần Huân đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên da thịt mềm mại của cô. Em dè dặt cái gì? Đem hết biểu hiện của cô vào đáy mắt, làm sao anh không nhìn ra cô có phần tránh né khi bước vào thư phòng chứ? Mục Hy chớp chớp mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lý nhí nói. Em bên trong nhiều tài liệu cơ mật, em không nên nhìn thì tốt hơn. Nếu lần trước Triệu Thần Huân không phải sắp đặt mưu kế, nếu cô không có hận thù đổi đi thông tin chính xác cho Triệu Hoành, thì bao công sức của anh và nhân viên dưới trướng có lẽ sẽ vì cô mà đổ sông đổ biển. Khi chưa biết tình cảm của anh, cô cảm thấy áy náy một, vậy hiện tại chính là áy náy gấp 10 lần. Triệu Thần Huân cười khẽ, xoay ghế một cái, đã đem cô cùng mình đối diện với máy tính và tài liệu trên bàn. Lại trầm giọng bên tai cô nói khẽ. Em là vợ anh, là bà chủ của Triệu Thị, thì vài cái tài liệu cho em xem đã là vấn đề gì? Mục Hy lúng túng bị anh ôm trong ngực không khỏi ấp úng. Em... Còn không đợi cô nói, anh đã cắn lên vành tai cô một cái, khiến cô thoáng chốc rùng mình, không nói thành lời. Chuyện đã qua thì cứ cho qua, hiện tại em đã là vợ anh, mà vợ chồng thì là nhất thể với nhau, cho nên chúng ta chẳng có gì phải giấu giếm nhau cả. Cảm nhận được biến hóa của anh, Mục Hy chỉ đành cứng ngắc ngồi trên đùi anh, ngoan ngoãn đáp. Em hiểu rồi. Nếu như cô còn không chịu hiểu thì người này nhất định làm thịt cô tại chỗ mất. Triệu Thần Huân hài lòng mỉm cười, đồng thời cũng khó khăn đè xuống dục vọng bị đốt lên trong vô thức. Ừ, tại cô mềm mềm thơm thơm ngồi trong lòng nên anh không nhịn được, chứ không phải là anh định lực kém. Hai má Mục Hy đỏ ửng, ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng ánh mắt lại nhịn không được, nhìn lung tung để phân tán đi sự chú ý. Nhìn rồi lại nhìn, lúc này cô mới phát hiện một bản kế hoạch trên máy tính của anh. Tịch Hy biệt uyển. Đây là gì thế? Triệu Thần Huân nhìn theo ngón tay cô chỉ, ánh mắt không khỏi hiện lên chút ý cười nhàn nhạt. Em thấy cái tên Tịch Hy này đẹp chứ? Mục Hy gật gật đầu, đẹp thì có đẹp thật, nhưng tên này hình như của con gái nha. Xoay người lại lườm anh một cái, hăm dọa hỏi. Đừng có nói với em, đây là tên bạn gái cũ của anh nhá. Triệu Thần Huân từ bất ngờ chuyển sang bất lực nhìn cô, đau khổ nói. Anh chưa từng có bạn gái thì lấy đâu ra bạn gái cũ hả? Anh giữ thân trong sạch là vì ai hả? Giờ cô còn dám bắt chẹt anh. Mục Hy rất hài lòng, mỉm cười dựa vào lòng anh hỏi. Vậy tên này là của ai? Một tay ôm eo cô, một tay anh khẽ di chuyển chuột nói. Tên con gái chúng ta. Mục Hy ở trong lòng anh thoáng sửng sốt vài giây,
Triệu Thần Huân còn tưởng cô ngượng ngùng, nào ngờ lại nghe cô nói tỉnh bơ. Lỡ em sinh con trai thì sao? Triệu Thần Huân bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Không có lỡ, nhất định là con gái. Thì ra ngay cả sinh con cho anh cô cũng nghĩ tới rồi ư? Mục Hy chỉ bĩu môi không đáp. Chỉ mong anh đừng vội đắc ý, tới lúc đó tòi ra một thằng nhóc thì đừng có khóc lóc. Lần nữa đôi mắt nhìn về phía máy tính, Mục Hy không khỏi có chút suy tư. Đời trước mảnh đất này vẫn luôn đề trống, cho nên cô cứ nghĩ là nó không có giá trị mà trực tiếp bỏ qua nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ nhìn lại không phải nó không có giá trị, mà là chủ nhân của nó không muốn xử lý nó thôi. Mục Hy hơi chớp mắt vu vơ hỏi, Thần Huân, vì sao đột nhiên anh lại muốn tạo ra một khu biệt uyển thế? Hiện tại tâm trạng Triệu Thần Huân rất tốt nên cũng không có ý giấu giếm. Không phải đột nhiên, mà là rất lâu đã muốn tạo ra nó để tặng cho em. Tuy đã có nghi hoặc nghĩ đến, nhưng không ngờ đáp án cho ra vẫn làm tim cô xáo động. Mục Hy khẽ cong môi mỉm cười đến là ngọt ngào, đem bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tay anh để 10 ngón đan xen. Cô khẽ nâng tay lên, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn khẽ. Hi hi, phải nói hành động thế này là có bao nhiêu trân trọng với đối phương. Triệu Thần Huân kích động đến mức tay chân rối bời. Mục Hy ngược lại chỉ cười khẽ, nhưng khi nhìn đến bản kế hoạch kia, ánh mắt lại ánh lên một tia lo lắng. Thần Huân, em có một câu muốn nói với anh. Cẩn thận Triệu Hoành. Một lần thất thủ chắc chắn hắn ta đã ghi hận, mà theo cô thấy cái dự án này của Triệu Thần Huân tuyệt đối không nhỏ, cho nên đây có lẽ là cơ hội tốt để Triệu Hoành ra tay. Triệu Thần Huân thấy cô lo lắng cho mình mà đề phòng Triệu Hoành như thế, tuy suy nghĩ như thế có hơi hẹp hòi, nhưng anh thật là cao hứng. Ừ, anh sẽ nhớ kỹ. Hai người trên tầng quấn quýt đến say mê, lại không biết dưới tầng từ sớm đã có hai người khác ngồi đợi. Quản gia Lý ái ngại mà đem lên tách trà thứ hai cho hai vị khách, nói, Lạc Tổng, Tiểu Đào, hai người thông cảm nhé, vì là cuối tuần nên cô cậu chủ dậy có hơi muộn hơn ngày thường. Đáng lý ra khách đến, ông là nên đi lên tầng thông báo cho Triệu Thần Huân, nhưng từ trước khi dọn về biệt thự anh đã hạ lệnh tầng trên không có sự cho phép của anh, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện đi lên. Cho nên ông theo là quản gia cũng không ngoại lệ, chỉ đành ở đây cố hết mình tiếp đãi khách mà thôi. Không sao đâu bác Lý, là cháu đến sớm thôi ạ. Tiểu Đào tới biệt thự không ít lần, cũng khá quen thuộc với quản gia Lý, nghe ông nói như thế liền mỉm cười trả lời. Lạc Cẩn Du ngồi ở đối diện nhìn hai người, anh chỉ nhẹ cong môi, đem tách trà mới kia lên miệng nhấp một ngụm, từ tốn nói, không trách được, Triệu Thần Huân lâu như thế mới lấy được vợ, không tranh thủ ôm ấp thì chỉ phí của trời. Nụ cười trên môi quản gia Lý co quắp, cái Lạc Tổng này nói năng cũng hơi thẳng thắn rồi. Mà Tiểu Đào thì trực tiếp cúi thấp đầu xuống. Làm việc trong giới giải trí, gặp qua đủ loại người, nghe đủ loại chuyện, làm sao cô còn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lạc Cẩn Du. Hơn nữa đã gần trưa mà chị Hy còn chưa xuống tầng, nếu nói không có suy nghĩ không trong sáng trong đầu thì là giả. Vậy tôi xin phép lui xuống trước. Dù gì cũng là chuyện của chủ nhà, ông chỉ là quản gia cũng không tiện xen nhiều. Lạc Cẩn Du phất phất tay ý bảo ông đi đi, mà ánh mắt anh ngược lại liếc về Tiểu Đào ngồi ở đối diện. Tuy cô cúi đầu, nhưng cái vành tai hồng hồng kia cũng không có giấu được ánh mắt anh. Cô nhóc, lại gặp nhau rồi. Tiểu Đào lần đầu bị điểm danh trong một tiếng qua, thoáng ngừng đầu gật đầu với Lạc Cẩn Du một cái. Vâng, chào ngài. Lạc Cẩn Du bên môi vẫn cau lên nụ cười như có như không, một tay chống trán hỏi, lần trước còn chưa biết tên nhóc đâu. Tôi tên là Cẩn Du. Tiểu Đào cụp mắt xuống, mím mím môi, nói, tôi không phải con nhóc, năm nay tôi tròn 20 rồi. Cô chỉ nhỏ hơn Mục Hy 2 tuổi, vì là sinh cuối năm lại thêm vóc người nhỏ nhắn, nên nhìn vào tưởng đâu cũng mới 17-18. Lạc Cẩn Du hơi nhướng lông mày, xem ra thỏ con cũng có lúc tức giận nhỉ. Chỉ là bộ dáng của cô trông chỉ mới lớn, cũng không tránh anh gọi là nhóc. Nhưng anh cũng không so đo, nhẹ gật đầu, nói, không là con nhóc. Vậy em tên gì?
Tiểu Đào lần này ngược lại dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Cẩn Du, rất ngờ vực mà trả lời anh. Tôi gọi là Tiểu Đào. Không phải khi nãy bác Lý đã gọi tên cô rồi sao? Người này bị lãng tai hay là mất trí nhớ tạm thời? Lạc Cẩn Du ở trong ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Đào gật đầu một cái. Tôi biết em gọi là Tiểu Đào rồi. Cái tôi hỏi là tên thật của em kìa. Không phải em không có tên chứ? Lần này là Tiểu Đào bị Lạc Cẩn Du hỏi đến nghi hoặc nhân sinh. Cô hơi nhíu mày không tình nguyện lắm báo ra tên thật. Đào Lâm Lâm. Lạc Cẩn Du trông rất vui vẻ, mỉm cười một cái. Ừ, Tiểu Lâm. Tiểu Đào không phục, sửa lại lời anh ngay. Là Tiểu Đào. Em cố chấp với tên thế à? Là ai đặt Tiểu Đào cho em thế? Tiểu Đào Nhi. Tôi... Lạc Cẩn Du trêu ngươi đến nghiện, nhìn cô nhóc bị mình đùa giỡn nghẹn đến mức mặt mày ủ ê. Tâm tình bực bội vì chờ người quá lâu cũng dần tiêu tán không ít. Tiểu Đào nhìn thấy ý cười hiện lên trong đáy mắt của anh, rất tủi thân mà cúi đầu xuống, đem ngón tay xoắn xuýt lại với nhau thành một đoàn. Tên Tiểu Đào là chị Hy đặt cho cô, lại bị người này đem ra đùa giỡn. Cô không thích người này chút nào. Chị Hy sao lâu như thế còn chưa xuống? Lạc Cẩn Du thấy cô nhóc đối diện đã ủ rũ đến mức làm anh tưởng cô bị mình đùa giỡn sắp khóc đến nơi. Hiếm khi nổi lòng trắc ẩn muốn dỗ cô nhóc thì ở đầu cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân. Mục Hy vốn còn đang tươi cười, mắt thấy Lạc Cẩn Du ngồi ở chỗ kia, dưới chân liền có chút run run. Lại nhìn Tiểu Đào bé nhỏ đang cúi đầu ngồi một góc kia, cô suýt thì bức hụt. Vẫn là Triệu Thần Huân nhanh tay đỡ lấy cô, tưởng cô còn mệt mỏi liền trêu ghẹo. Lần sau còn dám khiêu khích anh không? Mục Hy miếu máu nhìn anh lắc đầu liên tục, liền nhanh chân hơn đi về phía phòng khách. Tiểu Đào, qua đây với chị. Cô hiển nhiên là không muốn gặp qua Lạc Cẩn Du, cho nên là phải đem Tiểu Đào đi chỗ khác. Tiểu Đào đang ủ rũ nghe thấy tiếng cô, liền ngẩng đầu mừng rỡ, cười tươi rói, không nói hai lời đã cất bước chạy đi. Lạc Cẩn Du mắt thấy người đã chạy, có chút không vui, nhèo mắt nhìn qua. Mục Hy âm thầm hít sâu một hơi, may là Triệu Thần Huân đã đi đến chắn trước người cô. Cậu đến đây làm gì? Lạc Cẩn Du thu hồi tầm mắt, nhìn rõ ý uy hiếp trong mắt Triệu Thần Huân, anh cũng chỉ cười cười, đem tài liệu trong tay huơ huơ. Có chuyện mới tìm. Chứ đâu ai dành ngày nghỉ còn không ở nhà ôm mỹ nhân, chạy đến chờ cậu làm gì? Triệu Thần Huân mặt mày bình tĩnh không gợn sóng trước câu nói móc mìa của Lạc Cẩn Du. Còn Mục Hy lại không bình tĩnh đến vậy, cơ hồ là xấu hổ muốn chết, kéo tay Tiểu Đào chạy đi. Trong thư phòng, Triệu Thần Huân tự tay châm một tách trà đưa đến trước mặt Lạc Cẩn Du. Tâm bình khí hòa hỏi: là chuyện gì mà khiến cậu tự mình chạy đến tận nhà tôi thế? Lạc Cẩn Du cũng không ham thích cái gọi là thường trà gì cho cam. Tách trà ở trước mặt, ngay cả động vào cũng không thèm, trực tiếp ném tài liệu qua cho Triệu Thần Huân. Hợp đồng còn chưa ký mà người dưới tay của cậu đã muốn trèo lên đầu tôi rồi. Triệu Thần Huân nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhận lấy tài liệu Lạc Cẩn Du đưa lên. Nhìn nhìn cũng không ngoài dự liệu của anh. Sau khi xem xong một lượt thì ngay cả chân mày cũng không thèm nhíu, hờ hững hỏi: vậy cậu còn để cho hắn trèo lên đầu mình thật à? Lạc Cẩn Du nheo mắt nhếch môi cười mỉa. Cậu thực sự muốn tôi ra tay ư? Đó không phải là cháu trai ruột của cậu sao? Lạc Cẩn Du nhìn chằm chằm vào thần sắc trên mặt của Triệu Thần Huân, âm trầm nói: cậu không sợ tôi giết hắn ta à? Tiếc là anh ta không hề nhận ra một biểu cảm dư thừa nào trên mặt Triệu Thần Huân. Triệu Thần Huân chỉ khẽ cúp mắt, che đi một tia lạnh lùng trong đó, nói: đó là chuyện của cậu và Triệu Hoành, không liên quan đến tôi. Anh chỉ vừa mới thả tin có ý hợp tác với Lạc Thị thì Triệu Hoành đã nhịn không được, muốn rút cùi dưới đáy nồi. Nhưng như thế cũng xem như không cô phụ tin tức anh thả ra kia. Còn về phần hứa với cha già tha cho Triệu Hoành một con đường sống, anh có ý tha, nhưng người khác muốn hay không thì anh không quyết định được. Lạc Cẩn Du bỗng bật cười thành tiếng, ngã lưng ra ghế, cười đến có chút sợ người. Nếu cậu sớm nghe theo tôi, giết chết hết những kẻ trướng mắt kia, thì giờ cần gì phải hao tâm tổn trí kéo cả tôi vào cái mớ hỗn độn này. Triệu Thần Huân hơi nhíu mày vì sự khát máu rõ ràng trong lời nói của Lạc Cẩn Du. Anh nhích môi cười nhạt.
Thế cậu không muốn hợp tác với tôi sao? Lạc Cần Du nhún vai. Không trách được. Muốn chiếm tiện nghi của cậu quả là không dễ mà. Lạc Cần Du cũng không có ngu mà không hiểu Triệu Thần Huân chọn hợp tác với mình là vì cái gì. Nhưng sớm đã thèm khát sự phát triển phồn thịnh của Thành Bắc, nay có cơ hội lấn một chân vào, anh há có thể bỏ qua. 1 triệu hoành đến thì thế nào? Dù có 10 triệu hoành thì đến 1 anh giết 1, đến 2 anh giết cả đôi. Mà Triệu Thần Huân là nhìn trúng điểm không cho người khác nhúng chàm lợi ích của mình, dù chỉ một chút này của Lạc Cẩn Du nên mới tìm đến anh ta hợp tác. Anh không thể thằng tay sửa trị Triệu Hoành thì cứ đem hắn ta ném cho Lạc Cẩn Du là được. Chỉ cần Lạc Cẩn Du còn ở đây thì Triệu Hoành đừng mong phá được sự án tịch khi biệt uyển của anh. Lạc Cẩn Du chẳng phải người lương thiện gì, đem đi đối phó với Triệu Hoành bị ổi thì đúng là tuyệt hảo. Anh ở giữa cũng nhàn rỗi không ít, còn có thời gian đi bồi hi hi đi chơi. Triệu Thần Huân cực kỳ vui vẻ mà suy nghĩ trong đầu như thế, cho nên nhất thời không nhìn đến tên mà anh coi là chẳng phải người lương thiện gì đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình. Lạc Cẩn Du âm thầm cười lạnh trong lòng, muốn đem anh làm thanh kiếm chém tiên phong thì phải xem kẻ cầm kiếm này chịu được sức nặng hay không. Dám tính kế anh chắc cũng chỉ có mỗi Triệu Thần Huân mà thôi. Lạc Cẩn Du anh là người không thích chịu thiệt chút nào, nhìn dáng vẻ thong dong kia của Triệu Thần Huân mà không khỏi trứng tay gai mắt, cười nói. Triệu Hoành trăm phương nghìn kế muốn đối đầu với cậu như vậy, chắc không phải vì cô vợ bé nhỏ kia của cậu đâu nhỉ? Sắc mặt Triệu Thần Huân thoáng trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lạc Cẩn Du đang cười đến quá trá, nói. Lâu ngày không gặp, cậu học đâu ra cái thói tám nhảm của mấy bà thím hàng xóm thế? Trách sao được, trong cưới giới bé tẹo này có chuyện gì mà không lọt ra cửa chứ. Chuyện Triệu Thần Huân lấy một cô nhóc kém mình hơn 10 tuổi còn là bạn gái đương thời của cháu trai, cho dù Triệu gia có dìm xuống chuyện này thì anh cũng sẽ có cách để tra ra. Lạc Cẩn Du cười hắc hắc, trông cực kỳ vui vẻ, bởi anh ta đã phát hiện ra được nhược điểm của Triệu Thần Huân rồi. Cậu đừng vội đắc ý, biết đâu sau này cậu vớ phải một cô nhóc còn nhỏ hơn cả vợ tôi nữa. Triệu Thần Huân hờ hững nói. Lạc Cẩn Du cũng xem như gió thoảng bên tai, giễu cợt nói. Tôi không có sở thích đó như cậu. Đồ trâu già. Ở bên này Mộc Hy cũng lôi kéo Tiểu Đào đi ra sau vườn hoa. Bên ban công có một bàn trà nhỏ để vừa ngồi uống trà vừa ngắm cảnh, đúng là tuyệt mỹ thế gian. Vừa ngồi xuống đã có người bê trà bánh lên, và kèm theo đó là một túi giấy nhỏ. Mộc Hy cầm lấy túi nhỏ kia đưa qua cho Tiểu Đào. Đây là thuốc mỡ trị bỏng và trị sẹo, một ngày em chịu khó bôi 2 lần, như thế sẽ nhanh khỏi hơn. Tiểu Đào mỉm cười nhận lấy, nói. Em cảm ơn chị. Mộc Hy cười cười, nắm lấy tay bị thương của cô nàng lên xem một chút. Cảm ơn làm gì không biết. Nhìn thấy vết bỏng dài gần một gang tay trên cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Đào mà Mộc Hy không khỏi xót ruột và áy náy. Sau này còn gặp chuyện như thế, em phải lo cho mình trước tiên nghe không? Thà là vết bỏng này ở trên người cô để cô chịu đau chịu rát, chứ để cho người khác chịu thay cô thế này, trong lòng cô cũng là khổ sở muôn phần. Tiểu Đào cười tươi rói, chủ động nắm lấy tay Mộc Hy, nói. Em không sao mà chị. Hơn nữa bảo em trơ mắt nhìn cái máy uốn tóc kia rơi trên người chị mà không làm gì thì em quả là không nhìn được. Chị Hy lúc trước luôn hung dữ với cô, nhưng cô không trách chị ấy, bởi vì cô tự hiểu bản thân tư chất ngu ngốc, lại không có học vấn đàng hoàng, làm gì cũng vụng về. Và hơn thế, chị Hy là người duy nhất đón nhận cô khi cô cùng đường bí lối. Nói chi hiện tại chị ấy còn đối xử với cô rất tốt. Mộc Hy bĩu môi, đưa tay chọc vào trán Tiểu Đào một cái. Sao dạo này em ngày càng biết ăn nói thế à? Tiểu Đào che lại cái trán, cười hì hì với cô. Mà hôm nay em đến đây làm gì? Không phải chị bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Đến cũng không báo với chị, lại còn ngồi đợi cả buổi với cái tên Lạc Cẩn Du kia. Nếu Tiểu Đào bị anh ta ăn không còn một mẩu xương thì cô biết phải làm sao đây? Cái này là Tiểu Đào vô tội thật, cô nàng lý nhí nói. Em có gọi nhưng chị không nghe máy nên mới mạo muội đến đợi ạ. Mục Hy hơi nhướng mày, lúc này mới đem di động ra kiểm tra một chút. Lúc này mới phát hiện Tiểu Đào gọi đến 3 cuộc, 2 cuộc là đêm qua, còn 1 cuộc là sáng hôm nay. Cái kia...
Một khi chỉ cần nhớ đến chuyện mình làm sáng nay, thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Em đến là đưa cho chị cái này ạ? Mắt thấy Mục Hy ấp úng không nói ra lời, Tiểu Đào cũng không để bụng, đem tài liệu hôm qua Lạc Thần ném cho mình đưa qua cho Mục Hy. Mục Hy vươn tay nhận lấy, đến khi nhìn rõ vào trên tay, cô không khỏi sửng sốt, mở to hai mắt. Đây, này cũng không phải là tài liệu gì, mà chính là một tập kịch bản. Nhìn cái tựa đề phía trên, Mục Hy không khỏi lắp bắp kinh ngạc. Hóa điệp. Run run sờ lên bìa của tập kịch bản, Mục Hy vừa kinh ngạc vừa sốt ruột hỏi Tiểu Đào. Em lấy từ đâu đến kịch bản này thế? Mắt thấy Mục Hy kích động như thế, Tiểu Đào cũng bắt đầu thấp thỏm theo. Dạ, là anh Lạc Thần bảo em đưa cho chị à? Kịch bản này có vấn đề gì sao chị? Mục Hy thất thần lắc đầu trong vô thức, thì ra là Lạc Thần đưa cho cô sao? Đời trước kịch bản Hóa Điệp đã từng đến trên tay cô, nhưng lúc đó cô bị cả cộng đồng mạng tẩy chay nên tinh thần sa sút, lại thêm Triệu Hoành bên cạnh khuyên nhủ, cuối cùng kịch bản này liền tặng cho Liễu Tư Tình. Cô ta xem như là cũng có bản lĩnh một lần, thử vai liền nhận được vai nữ chính. Sau đó cũng nhờ bộ phim này nhảy vọt lên sao nữ hot hạng 1, hạng 2 trong giới. Còn cô lúc đó như thế nào? Chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí, làm cái gì cũng bị chửi mắng, thậm chí ngay cả bước chân ra khỏi cửa cũng không dám. Lúc đó Liễu Tư Tình là nữ thần vạn người tôn sùng, còn cô chỉ là bùn hôi dưới đầm sâu. Nghĩ đến đây, nắm đấm của Mộc Hy không khỏi siết chặt, hít sâu một hơi, đưa tay ấn gọi vào số của Lạc Thần. Qua mấy hồi chuông, anh mới cáu kỉnh nghe máy. Tiền sư nhà cô, có để cho người khác được nghỉ ngơi không hả? Tâm trạng đầy ý vị của Mộc Hy nhất thời bị anh quát cho bay sạch sẽ. Khóe môi cô co quắp, bực bội quát lại anh. Lạc Thần, tên khốn kiếp nhà anh, bây giờ là buổi trưa rồi đấy. Lạc Thần cũng không yếu thế, từ đầu dây bên kia hét qua. Nhưng ông đây đêm qua gần sáng mới ngủ đấy. Mục Hy xì một tiếng khinh bỉ. Gần sáng mới ngủ mà anh còn bị nghẹn khí đến như vậy sao? Là do anh thừa hơi hay thiếu sức thế? Lạc Thần bị cô nói cho tức đến thở hổn hển. Có dám thì mau thả, không thì tôi cúp máy. Biết chọc tên điên này thì không tốt, Mục Hy chỉ đành háng giọng nói. Kịch bản anh đưa là thế nào đấy? Đầu dây bên kia, Lạc Thần im lặng giây lát, chỉ nghe một tiếng loạt soạt, chắc là đang xuống giường. Quả thật Lạc Thần vừa xuống giường, đang đứng ở ban công, tự châm một điếu thuốc, giọng nói ra lại hỏa hoãn đi không ít. Đạo diễn là người quen của tôi, ông ấy mời tôi đóng vai nam chính, nhưng mãi mà không tìm được nữ chính hợp ý ông ấy, nên phim vẫn chưa được khai máy. Tôi thấy cô diễn xuất không tệ, đối diện với tôi cũng xem như ân ý, cho nên tôi đề cử cô với ông ấy một tiếng. Mục Hy âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống tia kích động trong đáy lòng. Lạc Thần, cảm ơn anh. Nghe cô gọi tên mình còn mang theo tia vui vẻ từ đầu dây bên kia truyền đến, khóe môi Lạc Thần không nhịn được khẽ cong, nhưng lời nói ra vẫn thiếu đỏ như trước. Đừng cảm ơn sớm, cách buổi thử vai chỉ còn một tuần thời gian, cô có thể thành công hay không thì chưa biết đâu. Bị đả kích không thương tiếc, Mục Hy chỉ bĩu môi nói. Anh cứ đợi mà xem, tôi nhất định sẽ thành công. Cơ hội đã có lại biến mất, không ai hiểu rõ sự nuối tiếc đó hơn cô. Cho nên ở thời điểm hiện tại này, cô nhất định sẽ không để cơ hội cứ thế vụt mất nữa. Hóa Điệp, cô muốn chắc rồi. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói như cười như không của Lạc Thần. Tôi mỏi mắt mong chờ. Chờ em đến cùng tôi đóng vai người yêu với nhau một lần nữa. Lạc Thần cũng không biết bản thân đã thích Mục Hy từ lúc nào và thích cô ở điểm nào. Bởi vì ấn tượng đầu tiên mà anh dành cho cô chỉ có hai từ đơn giản thôi, là chán ghét. Cô kiêu căng hống hách, tuy có tài năng nhưng phẩm hạnh không tốt, khiến nhiều người ghét cô nhiều hơn là yêu mến. Nhưng cái hôm mà cô mở to mắt tò mò nhìn anh kia, Lạc Thần mới kinh ngạc phát hiện đôi mắt của cô thì ra cũng trong suốt sáng rõ như thế. Họ bắt đầu làm bạn rồi thân thuộc với nhau hơn, đến nỗi mỗi ngày đều là cãi nhau ở Mỹ cũng không biết chán. Lúc nhìn cô bị cắm sừng, anh vừa hả hê vừa giận dữ. Hả hê là do cô mắt mù nên đáng đời, còn giận dữ là tên bạn trai kia mắt còn mù hơn cả cô mà bỏ rơi cô.
Lúc nhìn cô rơi vào hố nước sâu mà cô còn không biết bơi, trái tim anh lúc đó như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Và lúc cô nằm ở trong vòng tay của người kia, trái tim anh lại khó chịu vô cùng. Anh biết mình động lòng rồi, nhưng tiếc là bản thân đã đến chậm một bước. Cô gái miệng cứng tâm mềm kia sớm đã bị người khác chiếm làm của riêng. Nhìn di động tắt ngúm trong tay, Lạc Thần chỉ nhẹ thở ra một hơi, đem điếu thuốc trên tay ném thẳng vào thùng rác dưới chân. Mục Khi bên này vừa ngắt máy xong đã vui đến mức nhào qua ôm chầm lấy Tiểu Đào không buông. Đào Đào ơi, chị yêu em chết mất, tháng này chị sẽ tăng lương cho em. Tiểu Đào tuy chả hiểu mô tê gì, nhưng nghe được tăng lương liền cũng hớn hở cười theo, ôm chặt lấy Mục Khi. Tốt quá tốt quá, cảm ơn chị. Triệu Thần Huân cùng Lạc Cẩn Du trước sau đi đến, đã thấy hai cô gái ôm lấy nhau thành một đoàn cười đến là vui sướng. Lạc Cẩn Du thú vị khoanh hai tay trước ngực, hứng thú nhìn cô nhóc đang cười đến ngu luôn kia. Hai người họ đang làm trò gì vậy? Thì ra cô nhóc kia còn có cả má lúm đồng tiền. Triệu Thần Huân mặt mày đen thui, lạnh nhạt nói, đi xem thì biết. Nói rồi liền nhấc chân đi qua. Lạc Cẩn Du đưa tay sờ sờ mũi, nhìn theo bóng lưng anh không khỏi thầm nói, sao nghe có vẻ chua chua nhỉ. Hi hi, có chuyện gì mà vui thế em? Tinh thần Mục Khi đang phấn chấn bừng bừng, ôm Tiểu Đào không buông, nghe được giọng của anh liền sáng rỡ hai mắt, thả ngay Tiểu Đào qua nhào vào lòng anh. Thần Huân, em sắp được đi đóng phim rồi đó. Triệu Thần Huân nhanh tay lẹ mắt, vững vàng đón được cô ôm chặt vào lòng, dịu dàng nhìn cô hỏi, có người mời em đóng phim ư? Mục Khi cười toe toét, lắc lắc đầu nói, không ạ, em chỉ được cho một suất tiểu vai thôi ạ. Triệu Thần Huân bất đắc dĩ cười khẽ, thì ra là vui quá nên nói lộn đi mà. Lạc Cẩn Du đứng bên cạnh, nhìn hai người anh em không xem ai ra gì thì không khỏi nước trắng mắt. Nhưng lúc nhìn đến trang bìa của tập kịch bản kia thì chân mày không khỏi nhướng lên. Tập kịch bản này hình như anh đã từng thấy nó ở chỗ Lạc Thần. Triệu Thần Huân một bên ôm Mục Khi đi đến bàn, một tay phất phất nói, không còn việc gì thì cậu về đi, không tiễn. Lạc Cẩn Du đưa mắt nhìn qua cái tay đang phất như đuổi tà kia mà khóe môi nhịn không được co rút lại. Cái tên chết tiệt này bây giờ có vợ nên quên anh em phải không? Anh cũng không muốn ở lại ăn thêm cơm chó nên chửi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, anh lại xoay người lại, ngoắc ngoắc tay với Tiểu Đào đang làm người tàng hình ở trong góc. Em, đi theo tôi. Tiểu Đào ngước to hai mắt nhìn cái ngón tay đang ngoắc mình như ngoắc thú cưng kia, rất không hài lòng. Nhưng nhìn vợ chồng chị Hy ân ái, cô cũng không tiện ở lại, chỉ đành cắn răng đứng lên, rón rén đi theo Lạc Cẩn Du. Mục Hy bên này phải nói là vui quên trời quên đất, ngồi trên đùi Triệu Thần Huân, cô lật lật tập kịch bản trong tay, nói luyên thuyên không ngừng. Anh không biết đâu, đạo diễn Chu này có tiếng là người nghiêm khắc trong giới. Nhưng diễn viên được ông ý nhìn chúng và trao cho xuất diễn thì 10 người đã hết 9 người thành danh đấy. Triệu Thần Huân vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt thoáng nhìn về tập kịch bản kia. Em được thử vai nhân vật nào? Mục Hy nghe anh hỏi thế thì rất đắc ý mà ngừng cái cằm lên, nói, vai nữ chính đó nha. Nụ cười trên môi Triệu Thần Huân vẫn như ẩn như hiện, nhưng đôi mày lại không khỏi khẽ cau lại. Vậy nam chính chọn được người chưa? Rồi ạ, là Lạc Thần. Mục Hy vui quá nên nhất thời không nghe ra ý vị trong câu hỏi của anh. Đến khi trả lời xong rồi, nhìn thấy nụ cười trên môi anh cứng ngắc, lúc này cô mới ý thức được chuyện không ổn. Quả nhiên chỉ thấy người nào đó liền sụ mặt không vui, vươn tay siết lấy eo cô, kéo cô sát vào người. Em đã hứa với anh là sẽ cố tránh Lạc Thần đi mà. Giọng nói của anh vẫn không cao không thấp như trước, nhưng nghe vào tai Mục Hy lại thấy hơi lạnh lạnh. Cô cắn cắn môi, tội nghiệp nói, em nhớ mà, nhưng là bộ phim này em rất muốn diễn. Triệu Thần Huân cố tình làm lơ đi ánh mắt của cô, cứng rắn hỏi, là cậu ta đưa kịch bản cho em sao? Mục Hy ngoan ngoãn gật đầu một cái, khiến cho ánh mắt của Triệu Thần Huân ngày càng tối đi. Lúc cô tưởng chừng anh sẽ giận thì anh chỉ nhẹ nhàng lấy kịch bản trong tay cô, nhỏ giọng dụ dỗ.
Hi hi ngoan, không cần bộ phim này nữa. Nói với anh, em muốn diễn vai thế nào? Anh cho người đi tìm kịch bản tốt hơn về cho em, chịu không? Cô diễn với ai cũng được, miễn là không phải tên nhóc lạc thần kia dám đào gốc tường nhà anh. Xem ra là Cần Du chiều cậu ta quá rồi, nên không biết trời cao đất dày phải không? Mục Hy nhăn mặt liếc anh lăm lăm, sống chết cũng giữ chặt kịch bản trong tay không chịu buông. Không chịu, kịch bản này là của em, không cho anh dụ dỗ. Hi hi, Triệu Thần Huân gằn giọng gọi. Mục Hy cũng không sợ, mà ngược lại còn hất cằm lên tức giận nói, anh vừa phải thôi. Lạc Thần cũng đâu phải là beo hùm cọp gấu mà bắt em né anh ta như né tả chứ. Còn nữa, kịch bản này ngay cả một cảnh hôn môi cũng không có, anh còn cò kè mà cả với em. Vừa nói cô vừa uốn éo mông muốn leo xuống khỏi người anh. Triệu Thần Huân cứng rắn không quá 5 phút liền giơ tay đầu hàng với cô. Anh không so đo nhỏ nhặt nữa, đừng giận. Nghe không có cảnh hôn thì anh mới vừa ý một chút, cũng không dụ dỗ cô bỏ kịch bản đi nữa. Anh lần nữa thành công đem cô ôm lại vào lòng, nhẹ giọng hỏi han, thế khi nào thì em đi thử vai? Thấy anh chịu thỏa hiệp, Mục Hy không dãy dụa nữa, ngồi ở trên đùi anh khẽ bị mỉm môi nói, em chỉ có một tuần để học thuộc và nghiên cứu kịch bản. Mục Hy buồn buồn nói, còn Triệu Thần Huân lại rất nhàn nhã thừa cơ hội chấm mút lên má của cô. Vậy có kịp không? Hay để anh đi liên hệ với đạo diễn kia thương lượng thời gian một chút, tiện thể xem có thể đút vốn đầu tư vào không. Mục Hy liếc anh một cái, khẽ nghiêng đầu né anh, nói, sao anh cứ thích lấy tiền ra đè người thế? Triệu Dần Huân bật cười, vươn tay kéo gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, hôn thêm một cái mới chịu thôi. Anh có tiền mà, không dùng cho em thì anh kiếm nhiều tiền như thế để làm gì? Mục Hy đưa tay bịt mỏ anh lại, không cho anh hôn nữa, khóe môi cô lại nhìn không được nhích lên. Để dành sau này nuôi con đi, còn em tự kiếm tiền bằng thực lực được chứ, em không có thực dụng đến mức dùng tiền của anh để trải đường đi đâu. Ánh mắt Triệu Thần Huân ánh lên tia vui vẻ nhàn nhạt, miệng bị cô bịt kín nên chỉ đành hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô. Mục Hy chịu nhột, vội rút tay về, trừng mắt nhìn anh, chỉ thấy Triệu Thần Huân cười đến là vui vẻ, ôm chặt lấy cô trong lòng. Tuân lệnh, bà xã. Nghe anh gọi bà xã, Mục Hy cũng cười lên khanh khách, vươn tay ôm lấy cô anh không buông. Hai người ở trong nhà tình ý giạt rào, còn hai người ở bên ngoài lại mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau. Đưa tay cho tôi xem. Lạc Cần Du lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Đào chỉ ngoan cường ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh trừng trừng. Chuyện là khi nãy ra ngoài vốn muốn kiếm chuyện trêu chọc cô nhóc này một chút, trong lúc hứng chí anh cũng không để ý cánh tay bị thương của cô mà nắm vào một cái, kết quả là vết bỏng đang nổi bọng nước lập tức vỡ ra, cô nhóc cũng đau đến mức kêu rên lên thành tiếng. Lạc Cần Du thấy áy náy nên muốn đưa tay xem xét vết thương của cô, ai ngờ lại bị cô không lưu tình hất ra. Lạc tổng đào hoa phong lưu, lần đầu bị kẻ lạnh liền rất không vui, cho nên mới có tình cảnh hai người bốn mắt chừng nhau thế này. Tiểu Đào vừa đau vừa tức, nhưng sức cô bé nhỏ, thân phận lại càng nhỏ bé hơn với người đàn ông trước mặt này, nên cô chỉ đành cắn răng không nói hai lời xoay người rời đi luôn. Lạc Cần Du nhìn cái bóng lưng uất ức đầy khí phách kia mà không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó, hôm nay ông đi ra ngoài quên xem ngày phải không? Ở trong một khu chung cư khác, Triệu Hoành đứng bên cửa sổ, một tay đút túi, một tay cầm di động nghe thư ký báo cáo tình hình. Triệu tổng, kế hoạch của chúng ta đã bị gián đoạn. Ánh mắt Triệu Hoành âm trầm nhìn ra cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt hỏi, bị phát hiện ra? Thư ký ở đầu dây bên kia dè dặt đáp, vâng. Chỉ nghe Triệu Hoành hừ lạnh một tiếng. Cũng không trách bọn họ, Lạc Cần Du là người nào, há có thể bị lũ ngu ngốc đó gài bẫy. Thư ký ở đầu dây bên kia thoáng câm nín không nói thành lời. Lũ ngu ngốc trong miệng Triệu Hoành còn không phải là người dưới tay anh ta sao? Hồi lâu cũng không có ai đáp lời mình, Triệu Hoành có chút bực bội hỏi, vậy tôi bảo cậu tra bên Giang Thị thế nào rồi? Nghe được Triệu Hoành sắp bạo phát, thư ký vội vàng đáp lời, dạ vâng. Giang Thị hiện tại vẫn không có động tĩnh gì, là muốn nhúng tay vào dự án lần này của Triệu Thị cả.
Triệu Hoành khẽ nhắm mắt suy tư. Hiện tại không có thì sau này có hay không thì vẫn chưa biết. Được rồi, không còn việc gì thì cúp máy đi. Vâng. Cúp máy, anh ta liền xoay người đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy Liễu Tư Tình suy yếu nằm đó, trên trán còn trùm một cái khăn ấm. Em thế nào rồi? Đi đến ngồi xuống cạnh giường, Triệu Hoành đem khăn nhúng vào nước ấm rồi đắp lên trán cho cô ta, lần nữa hỏi. Liễu Tư Tình chậm rãi mở mắt, ủy khuất nhìn anh ta, nghẹn ngào nói. A Hoành, em khó chịu quá. Bị nhốt trong nhà kho cả đêm, hứng hết gió lạnh ngày đông, Liễu Tư Tình ăn sung mặc sướng đã quen, nào chịu được hành hạ như thế. Sáng sớm hôm nay cũng may có người đến kiểm tra kho, phát hiện ra cô ta. Nếu không hiện tại, cô ta cũng không phải chỉ sốt cao suy yếu nằm trên giường thế này, mà là sớm đã vào phòng cấp cứu. Thấy cô ta nước mắt lưng tròng, y lại nhìn mình như thế, chân mày Triệu Hoành khẽ giãn ra, nhẹ giọng hỏi. Em làm sao mà bị kẹt ở trong nhà kho kia thế hả? Nhắc đến chuyện này, Liễu Thư Tình lại tức đến bật khóc, nói. Đã do có người nhốt em vào trong đó. À Hoành, anh đã tra ra được là ai hại em chưa? Chuyện này tra không ra. Nói đến đây, Triệu Hoành cũng không khỏi cau chặt mày một lần nữa. Theo lời Liễu Tư Tình, anh cho người đi kiểm tra camera, nhưng lại không hề thấy được video đoạn thời gian cô ta bị nhốt vào nhà kho kia. Em lại gây ra chuyện gì nữa có đúng không? Liễu Tư Tình chỉ được cái nũng nịu, biết lấy lòng làm anh vui vẻ ra thì tính cách còn tệ hơn cả Mục Hy. Nên vụ việc lần này, anh thật nghi ngờ là do cô ta đã gây sự với người không nên động vào. Liễu Tư Tình đang nức nở, nghe anh ta hỏi như thế, lại càng khóc lợi hại hơn. Em có gây chuyện gì đâu cơ chứ? Khi không lại bị nhốt ở nơi tồi tàn đó cả đêm. Nào rắn nào chuột, rồi em sợ muốn chết. Thấy cô ta khóc đến nước nghẹn, Triệu Hoành bắt đắc dĩ thở ra một hơi, đưa tay lau nước mắt cho cô ta, nhẹ giọng dỗ. Được rồi, bây giờ không sao rồi. Em khóc nhiều, một lát lại mệt thêm đấy. Được anh ta dỗ dành, Liễu Tư Tình cũng dần dần ngừng khóc, thút thít nắm chặt lấy tay anh ta không buông. Triệu Hoành dỗ dành cô ta hồi lâu, mắt thấy cô ta đã ổn hơn khi nãy. Lúc này mới dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt của cô ta. Tư Tình, chuyện anh nói với em lần trước, em đồng ý giúp anh chứ? Liễu Tư Tình nghe thế, ánh mắt liền co rút lại, cắn môi run run hỏi. Anh thật muốn đẩy em cho người khác sao? Triệu Hoành thở dài, đau lòng mà đem bàn tay nhỏ nhắn của cô ta áp lên mặt mình, khổ sở nói. Tư Tình, em biết rõ là anh không đành lòng mà. Nhưng chuyện này, anh chỉ có thể tin tưởng em được mà thôi. Trước ánh mắt đầy tình ý dạt dào của anh ta, Liễu Tư Tình có chút dao động cụp mắt xuống. Triệu Hoành liền đưa tay nâng mặt cô ta lên, quyết tâm nói. Nếu như em không muốn, vậy bây giờ anh để lập tức từ chức, cùng em ra nước ngoài định cư được không? Chỉ thấy Liễu Tư Tình vốn còn đang do dự, vội vàng nói. Đừng! Cô ta nhất thời lúng túng, nắm chặt lấy tay Triệu Hoành. Anh vất vả chủ tính bao năm, sao có thể vì em mà em đồng ý giúp anh chuyện này? Triệu Hoành mừng rỡ như điên, cúi người ôm chặt Liễu Tư Tình vào lòng. Cảm ơn em Tư Tình. Sau này anh đoạt được nhỏ chịu về tay, nhất định anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Liễu Tư Tình mờ mịt, cũng ôm chặt lấy anh ta. A Hoành, hãy nhớ người em yêu nhất chỉ có anh. Anh biết chứ, anh luôn nhớ kỹ. Ở nơi Liễu Tư Tình không nhìn thấy, so với giọng nói kích động đầy tình cảm của Triệu Hoành, thì ánh mắt anh ta lại lạnh như băng, đầy trào phúng. Xoay qua xoay lại, luôn nói yêu anh. Chứ thật ra thứ mà Liễu Tư Tình yêu nhất cũng chỉ có phú quý giàu sang mà thôi, không phải sao? Mới vừa nghe anh nói từ chức, còn không phải đã gấp gáp đồng ý mọi điều kiện anh đưa ra sao? Mà Triệu Hoành không biết, người yêu tiền tài bao bao giữ mình như Liễu Tư Tình lại vì anh ta mà không tiếc bán thân mình như thế. Là bởi vì cô ta yêu anh ta nhiều hơn tiền tài phú quý. Nhưng có cái gọi là tạo nghiệp thì khó sống. Liễu Tư Tình luôn ghen tị tính kế Mục Hy, nhưng cô ta có chết cũng không ngờ đến người mà cô ta yêu cũng không tiếc tình cảm gần ấy năm mà lợi dụng cô ta. Một tuần nói dài chưa trôi qua cực kỳ nhanh. Mục Hy quên ăn quên ngủ, cũng muốn vùi đầu vào kịch bản bộ phim Hóa Điệp. Và dĩ nhiên ăn ngủ còn quên,
huống chi là ông chồng cô mới chấp nhận tình cảm được vài ngày qua. Triệu Thần Huân mỗi ngày đi làm về, điều đầu tiên không phải là nhìn vợ, mà là nhìn tập kịch bản kia còn độ dài bao nhiêu. Tối nào anh cũng canh chừng cô lật từng trang đọc kỹ, rồi lại lật lật về xem thêm mấy lần mà không khỏi nóng hết cả ruột gan. Hi hi, đừng xem kịch bản những đầu kia nữa, qua đây anh massage cho em. Thảo một tay qua khều khều vợ nhỏ một cái, lại bị cô vô tình mà đánh cái bốp. Đừng có nháo, hôm qua anh chê làm chỗ đủ à? Thật là tối nào cũng kiếm chuyện dụ cô lên giường, tên này dạo này sao hăng thế không biết. Triệu Thần Huân không vui thu tay về, mắt lại nhìn chằm chằm vào cái tập kịch bản kia như muốn đâm thùng một lỗ ở trên. Anh nghĩ có nên âm thầm đút tiền vào đoàn phim kia, bảo tên đạo diễn Chu gì đó rời ngày thử vai lại không nhỉ, hay cứ trực tiếp hủy luôn bộ phim này để cô khỏi đi làm bạn diễn với tên nhóc lạc thần kia. Trong lúc nhất thời, Mục Hy vô tư không biết bộ phim mà cô tâm niệm suýt chút thì đã bị chồng mình phá hư. Cuối cùng cũng đến ngày đi thử vai. Mục Hy thức dậy từ sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ và cả một tinh thần đầy cầu tiến. Triệu Thần Huân cũng thức theo cô, cứ leo đẽo sau lưng Mục Hy như một cái đuôi. Cho đến khi cô cùng Tiểu Đào lên xe rồi đi thì anh mới hoàn toàn không có cơ hội bám theo nữa. Địa điểm thử vai lần này là nằm ở một khu viên phía đông thành phố, ngay đâu là khuôn viên tư nhân của đạo diễn Chu. Mục Hy mang theo Tiểu Đào đến nơi thì đã thấy đầy ắp người, lẩm nhẩm đến thử cũng có hơn 20 người dự thi cho vai nữ chính. Vì cô là do lạc thần nhét vào sau cùng cho nên số thứ tự hiển nhiên là ở sau chót. Kéo Tiểu Đào đi qua một cái ghế còn trống ngồi xuống, Mục Hy cũng không nôn nóng mà đem kịch bản ra đọc thuộc thêm lần nữa. Ây, cứ tưởng là ai, thì ra là đại tiểu thư cao ngạo tự hạ mình đi thử vai nha. Một giọng nói óng ẹo vang lên, lập tức thu hút không ít ánh nhìn, mà Mục Hy cũng là trong số đó. Ngừng đầu lên nhìn về phía người kia, lúc này cô mới phát giác người mà người kia đang châm chọc thì ra là chính cô. Mục Hy hơi nhướng mày nhìn kỹ người phụ nữ ngồi đối diện xéo bên tay phải cô kia, thì ra là người quen nha. Lý Vi, diễn viên tuyến bao nhiêu thì cũng không nhớ rõ, nhưng cô chỉ nhớ là cô ta luôn theo sau Nịnh Bợ Liễu Tư Tình. Và lúc này Mục Hy mới chậm chạp nhìn thấy Liễu Tư Tình cũng có mặt tại nơi này. Xem ra đời này không có cô tặng đồ thì Liễu Tư Tình vẫn có cách để vào được đoàn phim Hóa Điệp, đúng là không thể xem thường cô ta được. Lúc Mục Hy im lặng nhìn hai người kia thì Liễu Tư Tình và Lý Vi cũng đang nhìn cô chằm chằm. Chỉ nghe Lý Vi âm dương quái khí nói: Tư Tình, cậu ngàn lần không được học theo thói hư tật xấu của đám nhà giàu này nha. Cậu thì cực cực khổ khổ để chen vào một suất thử vai, như thế mới là chân chính có tài. Còn người ta thì chắc chỉ cần nũng nịu với ba mẹ thì có luôn vai nữ chính cũng nên. Liễu Tư Tình bị Lý Vi lôi kéo vào câu chuyện có chút đắc ý nho nhỏ, nhưng lại cố che đi bằng một nụ cười e thẹn. Vi Vi, cậu đừng nói như thế mà, ở đây mọi người cũng đều là dùng thực lực để tiến vào đấy. Lý Vi xùy một tiếng, cố tình nghiêng mặt lớn tiếng nói: Đúng vậy, ở đây toàn là người có thực lực, còn những kẻ ngay cả diễn cũng không biết diễn kia vẫn sớm về bám váy mẹ thì hơn. Các người đúng là không nói lý. Tiểu Đào sớm đã tức giận muốn nhào qua đôi co với Lý Vi thì vai đã bị Mục Hy đè lại. Mục Hy mỉm cười nhìn cô nhóc khẽ lắc đầu: Tiểu Đào, chó sủa bậy thì em cũng không cần chấp nhất làm gì, không khéo là bị lây bệnh dại đấy. Cô nói ai là chó hả? Lý Vi giận điên muốn nhào qua Mục Hy lại bị Liễu Tư Tình giữ chặt lại. Cô ta cũng không muốn chưa thử vai đã bị bảo vệ đuổi ra cửa. Tiểu Đào thấy Mục Hy chỉ mới nói hai câu đã khiến cho Lý Vi giận sôi máu thì rất đắc ý hất cằm lên nói: Nghe lời chị ạ, dạo này không biết chó dại đâu mà sổng chuồng nhiều như thế, không những một con dại mà còn có thêm một con hùa nữa cơ. Liễu Tư Tình âm độc lườm Tiểu Đào chằm chằm, tay lại mạnh mẽ để lại Lý Vi còn muốn cãi cọ. Cô ta gằn giọng nói: Vi Vi, đừng làm ồn, cậu phải biết đạo diễn Chu ghét nhất là loại người nào mà. Lý Vi hừ lạnh một tiếng: Đắc ý sớm quá thì coi chừng thất bại càng đau đấy.
Lần này Mộc Khi và Tiểu Đào cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới hai cô ta nữa. Cô chỉ một lòng chuyên tâm vào kịch bản trên tay. Nhưng không biết có phải số phận đùa cợt hay không mà xếp trước cô lại là Liễu Tư Tình. Tính từ thời gian cô ta bước vào phòng thử vai đã được nửa tiếng trôi qua, khiến cho các diễn viên đi trước họ đã lo lắng không yên. Bởi vì khi thử vai, người càng được giữ lâu lại càng có cơ hội được tuyển cao hơn mọi người. Lúc Liễu Tư Tình đi ra, vẻ mặt đắc ý, phải nói là muốn hất cằm lên tận trời. Khi đi qua người Mộc Hy, cô ta còn cố ý cười mỉa mai một cái. Ê ô, Tư Tình, có phải cậu được chọn vào vai nữ chính rồi không? Lý Vi lập tức chạy đến vỗ mông ngựa. Liễu Tư Tình làm ra vẻ ngại ngùng, nói: đạo diễn Chu bảo tớ ở lại đợi thêm một lát. Vậy chắc chắn là được chọn rồi, không thì đạo diễn bảo cậu ở lại làm gì chứ? Lý Vi nhảy cẫng lên, trông vui như cô ta mới là người được chọn vậy. Liễu Tư Tình cũng không lên tiếng phản bác, xem như là ngầm đồng ý với lời của Lý Vi. Mà mọi người xung quanh nghe thế, liền có vài người nản lòng thoái chí mà đứng dậy rồi đi trước. Một khi ngay cả nước mắt cũng lười nhìn đến hai cô ta mà trực tiếp nhấc chân đi vào phòng thử vai. Đúng là có vài người chẳng biết tự lượng sức mình. Kết quả đã bày ra trước mắt như thế mà còn cố đâm đầu vào, đúng là ngu xuẩn. Mục Hy khẽ dừng bước chân, lạnh lùng nhìn Lý Vi đang châm chọc nhìn mình kia. Nếu miệng mồm không sạch sẽ như vậy, có cần tôi cho người xúc miệng hộ cô không? Ánh mắt như lưỡi dao của Mục Hy lia tới, nhất thời khiến cho Lý Vi tái mét mặt mày. Mục Hy khinh thường hừ lạnh tiếng, cất bước đi thẳng. Những kẻ chỉ được cái to mồm nhưng lại gan nhỏ như thò đế này khiến cô cũng để quản đến. Vào trong phòng thử vai, vì cô là người cuối cùng cho nên mọi người bên trong dường như thả lỏng không ít, hoặc nói đúng hơn là thờ ơ với cô. Ở bàn ban giám khảo, Lạc Thần ngồi cạnh đạo diễn Chu, hờ hững liếc liếc cô một cái. Mục Hy ngược lại bĩu môi, nháy mắt với anh ta một cái coi như chào hỏi. Cô là Mục Hy. Đạo diễn Chu đã hơn 40, dáng người hơi tròn, trên mặt còn mang một cặp mắt kính đen. Lúc ông ta ngước mắt nhìn người khác, trông có vẻ là người khá khó chịu. Mục Hy nghiêm túc gật đầu đáp: vâng, là tôi. Đạo diễn Chu gật đầu một cái, nói: vậy cô diễn cảnh số 13, lúc nữ chính nhìn thấy thì thể nam chính đi. Mục Hy hơi nhíu mày khó hiểu nhìn đạo diễn Chu, bởi vì cảnh quay này là cảnh không có lời thoại. Cô còn chưa có phản ứng gì thì Lạc Thần bên cạnh đạo diễn đã lên tiếng trước: đạo diễn Chu, cảnh này ổn không? Đạo diễn Chu lườm anh một cái: không phải cậu nói cô ấy diễn xuất tốt lắm sao? Vậy thì thử cảnh này đi, dù sao người vừa nãy cũng diễn rất tốt rồi. Đạo diễn Chu đây là muốn một lần ăn cả ngã về không. Lạc Thần còn muốn phản đối thì Mục Hy đã đáp lời trước: tôi diễn. Lạc Thần cau mày liếc cô một cái, nhưng Mục Hy chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu. Vàng thật thì không sợ lửa, cô đây cũng muốn thử sức chính mình một phen. Hóa Điệp là một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái trong thời chiến loạn. Tô Ngữ và La Tần vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, họ cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau cố gắng bảo vệ đất nước. Trong thời loạn thế ấy, hai người xa cách nhau không kể thời gian địa lý, nhưng trái tim họ vẫn không ngừng hướng về nhau. Họ yêu nhau không hề mãnh liệt và cháy bỏng như những thiêu thân lao vào lửa, mà họ yêu nhau theo một cách nhẹ nhàng và lưu luyến đối phương nhất có thể. Nhưng đến cùng họ vẫn không thể cùng nhau đi đến bạch đầu giai lão. Ngày đuổi được giặc ngoại xâm, ngày đất nước giành lấy được hòa bình thì cũng chính là ngày họ âm dương cách biệt. Tô Ngữ mang theo tâm trạng vui vẻ chưa từng có khi đất nước được tự do. Cô chạy đi tìm La Tần đang thi hành nhiệm vụ cách vị trí cô hơn nửa ngày đường thời gian đi xe. Nhưng lúc cô tìm được anh thì thi thể anh đã sớm lạnh lẽo. Một khi lần nữa nhìn xuống kịch bản, chỉ có duy nhất một hàng chữ cho cảnh này mà không khỏi trầm tư giây lát. Tô Ngữ vô cùng thống khổ và tuyệt vọng ôm lấy thi thể La Tần. Một câu đơn giản như thế, nhưng đây lại là cảnh quay có sức thử thách thực lực diễn xuất nhất nhì trong kịch bản. Một khi đem kịch tính đóng lại để qua một bên, cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không nhìn bất kỳ ai, không suy nghĩ đến bất kỳ việc gì nữa. Một lần nữa mở mắt ra, thần thái của cô đã thay đổi đến bất ngờ. Đạo diễn Chu vốn còn uể oải, tựa lưng lên ghế,
lúc này liền không tự chủ ngồi thẳng người dậy. Mà Lạc Thần bên cạnh vẫn luôn cau chặt mày, không hề thả lỏng ra được chút nào, bởi vì anh biết khó khăn chân chính còn ở phía sau. Chị Tô, anh Tần đã hy sinh cho đất nước. Người phụ trách bên cạnh không có tí cảm xúc đọc lên một lời thoại. Chỉ thấy Mục Hy chạy bước nhỏ đến, vốn đang vui mừng, nhưng nghe được câu nói này, chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Nụ cười dần tắt trên môi đỏ, ánh mắt vốn khí phách sáng rỡ lúc này lại trở nên vô cùng mờ mịt và ngỡ ngàng. Cô thoáng bấp máy môi không nói thành lời, dần chuyển ánh mắt lên thi thể của La Tần, vốn dĩ chỉ là một ma nơ canh cứng ngắc. Khóe môi cô giật giật, nhẹ lắc đầu như đây không phải là sự thật. Chậm rãi khó nhọc bước đến bên cạnh thi thể La Tần, đôi tay nhỏ bé run run đưa lên sờ lấy gương mặt đã tái nhợt của anh. Nước mắt cô đã sớm đong đầy trong hốc mắt, che đi tầm nhìn của cô, nhưng cô cũng chẳng để ý. Hết sờ rồi vuốt ve lấy gương mặt anh, như muốn xác định anh thực sự đã hy sinh rồi hay không. Lúc cô run rẩy để tay lên mũi anh thì nước mắt cô đã không nhịn được mà rơi xuống như mưa. Bỗng cô lắc đầu liên tục như điên như dại, ôm chầm lấy thi thể anh trong lòng khóc giống lên, một tay còn hung hăng đấm lên ngực mình như thể đang tự trách vì sao chỉ có mình còn sống. A, cuối cùng cô chỉ ngửa mặt lên trời thống khổ thét ra tiếng, như thể đã tin và chấp nhận việc người mình yêu đã mãi mãi ra đi. Cắt. Đạo diễn Chu kích động hô lên một tiếng, vỗ tay bùm bốp. Hay lắm, đây mới là Tô Ngữ mà tôi tìm kiếm. Tô Ngữ tuy là nữ nhi nhưng cô lại là quân nhân trải qua chiến trường thảm khốc, nào có ủy mị cùng yếu đuối như những cô gái khác. Những người trước kia thử vai chỉ biết phô trương cái đẹp đẽ ra bên ngoài, khóc cũng là khóc đến nê hoa đái vũ. Nhưng Mục Hy lại khác, cô thể hiện được rõ nét cái gọi là kiên cường của người lính. Tuy nghe tin người yêu hy sinh, nhưng điều cô nghĩ đầu tiên là nghi ngờ và không dám tin, sau đó là đau khổ và tự trách bản thân, cuối cùng mới là thống khổ chấp nhận sự thật. Những cung bậc cảm xúc này khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo cho người nhìn cảm giác đau đớn theo nhân vật. Nghĩ đến là một điều khó, huống chi Mục Hy lại thể hiện vô cùng tốt. Đạo diễn Chu kích động đến mức cười lộ cả nếp nhăn. Lạc Thần bên cạnh cũng thở phào một hơi, có chút đắc ý mà ngừng cao đầu lên. Nhưng mọi người vui vẻ không được 5 giây, lúc này mọi người mới phát hiện ra Mục Hy không ổn. Tuy đạo diễn Chu hô cắt nhưng Mục Hy vẫn không có đứng lên, chỉ thấy nước mắt cô tuôn xuống không ngừng, cả người như mất hồn vía, đờ đẫn ngồi ở kia. Lạc Thần là người đầu tiên phát hiện cô có điều bất thường. Anh lập tức đứng phát dậy, đi đến đá con mannequin kia đi, ngồi xồm xuống trước mặt cô. Mục Hy. Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, Lạc Thần mới kinh ngạc nhìn ra nét bàng hoàng và đau khổ trong đáy mắt cô. Một Mục Hy vô cùng tăm tối và không có sinh khí như thế, nhất thời khiến cho Lạc Thần hoảng hốt vô cùng. Đem cô kéo vào lòng ôm thật chặt, Lạc Thần thấp thỏm nói. Mục Hy, đó không phải là em. Tỉnh táo lại đi. Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đã có rất nhiều diễn viên vì quá nhập tâm vào vai diễn mà về sau luôn có một chướng ngại tâm lý, không có cách nào thoát ra được khỏi thế giới viễn tưởng kia. Lạc Thần biết lần này Mục Hy cơ hồ đã bộc phát toàn bộ thực lực của mình, cho nên ngay cả đường lui cho bản thân cô cũng không chừa lại. Mục Hy sau giây phút ngây dại dần lấy lại tỉnh táo, phát hiện mình bị Lạc Thần ôm lấy trong lòng, cô chỉ hơi cau mày nhẹ rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra thều thào nói. Tôi không sao. Chỉ là lần diễn này cô đã đem được cảm xúc thật sự của bản thân vào, cho nên nhất thời không thoát ra được mà thôi. Cô nhớ đời trước khi nghe tin anh trai bạo bệnh qua đời, lúc cô hốt hoảng chạy tới cũng chỉ còn thi thể lạnh lẽo của anh, ngay cả cơ hội gặp mặt anh lần cuối cô cũng không có. Lúc đó có bao nhiêu là bàng hoàng và đau khổ khi mất đi người mà cô yêu thương nhất. Cảm giác đó cô không thể nào lãng quên được. Lạc Thần biết bản thân đã thất lễ nhưng cũng không có hối hận khi ôm cô vào giây phút ấy. Nhẹ thả cô ra, anh hiếm khi nhẹ giọng hỏi. Có thể đứng lên sao? Mục Hy nhẹ gật đầu, nhưng khi đứng lên vẫn là bám lấy cánh tay của Lạc Thần mới đứng lên được. Không hiểu vì sao giờ đây trái tim cô lại lạc lõng đến chơi vơi thế này. Nếu có thể ôm lấy Thần Huân ngay bây giờ thì hay biết mấy. Đạo diễn Chu tuy vui vẻ kích động là thế,
nhưng thấy sắc mặt Mục Hy không tốt thì cũng ân cần hỏi han hai câu. Cô ổn chứ? Mục Hy cười cười nhẹ gật đầu với ông. Đạo diễn Chu cũng không vòng vo nhiều nên nói thẳng. Vai nữ chính thuộc về cô. Phim nửa tháng sau sẽ khai máy. Cô về nhà chuẩn bị đi. Hợp đồng rất nhanh sẽ được gửi đến quản lý của cô xem xét. Định là ký hợp đồng tại chỗ luôn, nhưng với tình hình hiện tại của Mục Hy thì chắc không thể rồi. Ánh mắt rời rạc của Mục Hy sau khi nghe tin vui này liền rất nhanh trở nên có thần thái hơn. Cô vui vẻ cong môi cười. Cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn Chu cười ha ha một cái, phất tay bảo. Để Lạc Thần dìu cô ra ngoài đi. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt vào. Vâng, cảm ơn ngài. Mục Hy lễ phép gật đầu cảm ơn thêm lần nữa mới chịu để Lạc Thần dìu ra ngoài. Tiêu Đào ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, mắt thấy Mục Hy được Lạc Thần dìu ra mà không khỏi hoàng hồn, chạy nhanh đến giành lấy Mục Hy trong tay Lạc Thần. Chị Hy, sao thế ạ? Tuy cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhớ kỹ lời ông chủ lớn âm thầm căn dặn trước khi đi, là cô phải đảm bảo để chị Hy không quá gần gũi với Lạc Thần. Lạc Thần nhìn tay mình trống không thì hơi cong mày lại, rất không vui liếc Tiểu Đào một cái. Chỉ thấy cô nhóc giả ngơ làm lơ ánh mắt của anh. Mục Hy cả người đều mệt rã rời, không có tinh thần đâu mà quản hai người liếc mắt qua lại. Cô vòng tay qua vai Tiểu Đào, nửa ôm nửa trấn an cô nhóc. Chị không sao, chúng ta về thôi. Vâng, em đưa chị về. Tiểu Đào nghe thế cũng không quản Mục Hy thử vai có thành công hay không, nên ôm lấy cô nhấc chân rời đi. Tưởng thế nào? Chắc là bị mắng đến máu chó đầy đầu rồi mới xấu hổ trở về chứ gì. Lý Vi và Liễu Tư Tình vẫn còn ở lại, thấy Mục Hy sắc mặt tái nhợt được người dìu ra thì không khỏi lên tiếng mỉa mai. Lạc Thần chỉ hờ hững liếc hai cô ta rồi đưa tay vỗ lên đầu Tiểu Đào đang tức giận trừng trừng nhìn Lý Vi một cái. Còn không mau đưa chị Hy của cô về. Tiểu Đào bị đối xử như học tập tiểu học làm sai liền rất không vui mà nhìn Lạc Thần một cái, nhưng cô cũng không nói gì, liền nhanh chóng dìu Mục Hy ra về. Lạc Thần nhìn bóng lưng Mục Hy dần khuất xa, lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, nước mắt nhìn sang Lý Vi và Liễu Tư Tình vẫn mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác bên cạnh. Có câu cười người hôm trước, hôm sau người cười. Không mặn không nhạt bỏ lại một câu, anh cũng không muốn ở lại thêm giây phút nào, liền xoay người đi trở vào trong. Đúng lúc này trợ lý của đạo diễn Chu trùng hợp chạy ra, anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lý Vi cướp lời trước. Còn một cái hợp đồng thôi mà anh lâu lát quá vậy, làm Tư Tình của tôi đợi được lại đến giờ. Anh trợ lý há hốc miệng nói chuyện là, nhưng còn không đợi anh ta nói chuyện, Lý Vi đã chen ngang vào vênh váo ra lệnh. Nhưng cái gì? Còn không mau đưa hợp đồng cho chúng tôi ký. Anh trợ lý bị chặn họng hai lần, còn vô cớ bị Lý Vi ra lệnh như thế thì cũng không nhịn được nữa, bực bội nói. Ký cái gì mà ký? Đạo diễn thông báo đã chọn được người thích hợp cho vai nữ chính hơn cô rồi, bảo cô mau về đi. Vốn anh ta có thể uyển chuyển nói khéo để không làm mất mặt nhau, nhưng Lý Vi đã không tôn trọng anh ta trước thì anh ta cũng không thèm lựa lời mà nói. Dứt lời, thoáng chốc sắc mặt của Liễu Tư Tình vẫn ôn nhu điềm đạm, làm lơ cho Lý Vi ra oai bên cạnh lập tức tái mét. Anh nói cái gì? Nhất thời bị tin tức động trời làm cho thất thố, Liễu Tư Tình cũng không màng mặt mũi, hét vào mặt anh trợ lý. Cô hét cái gì? Chọn diễn viên thì phải chọn người có thực lực nhất. Cô ở trong giới này mà còn không rõ sao? Mới được đạo diễn khen vài câu đã không xem ai ra gì. Anh trợ lý bật lại một tràng rồi lầm bầm rời đi. Còn không bằng cô diễn viên khi nãy, tuy sức khỏe không ổn còn biết chào hỏi mọi người ra về. Liễu Tư Tình nghe thấy được hết và cũng đoán ra người mà anh trợ lý nói là ai. Cô ta oán độc cắn chặt môi đến bật máu, tức giận đến cả người đều run lên. Còn tiện nhân Mục Hy đó, nó lại cướp đồ của cô một lần nữa. Cô thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tưởng gì cũng thử vai trượt như người ta mà nãy giờ đều sắp hất mặt lên tận trời rồi. Cô nghe gì không? Khi nãy cô ta còn ngầm thừa nhận mình được tuyển đấy. Đúng là làm trò hề nhảy nhót mà. Những tiếng xì xào bàn luận xung quanh, còn không ít người ghét ra mặt mà chỉ trò Liễu Tư Tình. Lý Vi lúng túng nhìn tình hình trước mặt,
có hơi dè dặt an ủi Liễu Tư Tình đang âm u đứng đó. Tư Tình, chắc chắn là có hiểu lầm, cậu đừng nghe bọn họ nói bậy. Đủ rồi, cô ngậm miệng lại cho tôi. Suốt ngày vinh vào như thế, không sợ bị người ta vào mặt à? Nghe được lời an ủi vô dụng của Lý Vi, Liễu Tư Tình nổi điên hét vào mặt cô ta. Tớ, sao cậu lại nói tớ như thế? Lý Vi nước mắt lưng tròng không dám tin nhìn Liễu Tư Tình ở trước mặt. Cút xa một chút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô nữa. Liễu Tư Tình hôm nay chịu nhục như thế, cô ta cho là một phần đều là tại Lý Vi ăn nói lỗ mãng, cho nên hiện tại bao nhiêu tức giận cô ta đều đổ lên đầu Lý Vi. Ầm ĩ đủ rồi, Liễu Tư Tình mạnh mẽ dẫm lên giày cao gót, tức giận đùng đùng rời đi. Cô ta mới không muốn ở lại nghe đám người kia chê cười. Mục Hy bên này lên xe ngồi, được Tiểu Đào ân cần đưa nước thoa dầu đủ kiểu. Qua một lúc tinh thần cô cũng dần trở nên ổn định hơn. Nước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, Mục Hy nhẹ giọng nói với tài xế, đưa tôi đến tập đoàn Triệu Thị. Tài xế là do Triệu Thần Huân tuyển riêng để đưa đón Mục Hy. Nghe cô nói thế, anh ta không nói hai lời liền xoay tay lái sẽ lên đường cao tốc, đi đến tập đoàn Triệu Thị. Chị ổn không? Hay là về nhà nghỉ ngơi trước thì tốt hơn ạ? Tiểu Đào dùng khăn ướt giúp Mục Hy lau đi vết nước mắt còn in trên má, lo lắng hỏi. Mục Hy cười cười lắc đầu với cô nhóc, chị ổn rồi, cảm ơn em. Một lát chị đến tập đoàn, rồi sẽ để tài xế đưa em về nhà. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, nửa tháng sau cùng chị vào đoàn phim. Tiểu Đào lập tức mở to hai mắt mừng rỡ nói, chị đâu rồi hả chị? Mục Hy mỉm cười gật đầu. Tiểu Đào phấn khởi đến mức hai má đều hồng lên. Thế thì tốt quá rồi, cô sắp có việc để làm rồi, sang năm không cần lo tiền đóng tiền nhà nữa. Mục Hy nhìn Tiểu Đào phấn khích như thế, cũng cong khóe môi bật cười theo cô nhóc. Mọi chuyện rồi sẽ đều tốt đẹp hơn.